xin chào tất cả các anh chị em. Chúc các anh chị em buổi tối thật là tràn đầy tình yêu thương. Skyway mô hình kim tự tháp. Mô hình tài chính Skyway có phải mô hình? Hello, xin chào. Xin chào anh Minh nha. Chúc anh Minh buổi tối thật là tốt lành. Để em mở ít nhạc lên nha. Chị Minh à? Em lại tưởng là anh. Em xin lỗi nha. Chị Minh ơi, quê chị Minh ở đâu nhỉ? Chị Minh ơi. Chị Minh quê ở đâu ạ? Như đã hẹn với các anh em trong buổi tối ngày hôm nay thì em Quế sẽ lên chia sẻ với các anh em một cái nội dung, đó là phụ nữ hiện đại thì không ngại kiếm tiền. Em cũng chúc chị anh Minh có một buổi tối thật là tràn đầy năng lượng nha. Xin chào bạn Hoàng Dân nha. Bạn Hoàng Dân, một phụ nữ hiện đại cũng rất là không ngại kiếm tiền đúng không ạ? Chị anh Minh cũng ở Bắc Ninh ạ? Vâng, em ở Bắc Ninh. Hiện tại thì em đang ở huyện Gia Bình ấy chị. Em Dân ơi, bữa nay em ra Hà Nội chưa? Em vẫn đang ở Thanh Hóa đấy. Xin chào anh Nha nha, xin chào anh Nha nha. Xin chào tất cả 500 anh em đang tham gia cái livestream của em Quế trong buổi tối ngày hôm nay. Đó, và hôm nay em Quế sẽ chia sẻ với các anh em những cái thông tin rất là giá trị cho cái kinh nghiệm để các anh em có thể khởi nghiệp. Vâng chị Minh ạ. Năm nay em Quế năm nay cũng 37 tuổi rồi và em Quế cũng có một cái hành trình khởi nghiệp khá là nhiều những cái trải nghiệm. Và hôm nay trong cái buổi livestream này em Quế sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm của mình. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ giao lưu với lại một chị cũng rất là giỏi, rất là xuất sắc trong cái việc kiếm tiền. Các anh chị em ạ. Chào anh Nha nha. Vậy thì để cho mọi người có thể nhận được cái giá trị tốt nhất với những cái kinh nghiệm mà trải nghiệm mà khởi nghiệp của em Quế cùng với một vị khách mời, thì các anh chị em hãy chia sẻ cái livestream của mình về Facebook của mình hoặc là chia sẻ vào các cái đội nhóm. Hy vọng rằng những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của hai chị em sẽ giúp cho các anh chị có thể có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc khởi nghiệp của mình, và giúp các anh chị có thể nhanh chóng đạt được cái thành công lớn hơn trong cái công cuộc tìm kiếm sự giàu có, tìm kiếm sự tự do của mình. Cháu chào cô Minh Thịnh nha. Cô Minh Thịnh rất là xuất sắc trong cái việc là kinh doanh về nha khoa, và cô ấy hiện tại cũng đang chuyển dịch sang một cái lĩnh vực khởi nghiệp rất là tuyệt vời. Xin chào em Hân nha. Xin chào tất cả mọi người. Và hầu hết trong chúng ta thì lúc nhỏ thì được bố mẹ nuôi đúng không ạ? Và lớn lên thì chúng ta sẽ phải khởi nghiệp thôi. Chúng ta sẽ phải làm cái công việc gì đó để chúng ta có thể có thu nhập. Là chúng ta nuôi bản thân, nuôi con cái của chúng ta đúng không ạ? Và trong cái tường Facebook của em cuối này thực ra thì có rất là nhiều anh em, thì có những anh chị em thì cũng chưa biết em Quế đúng không ạ? Thì em Quế sẽ giới thiệu. Em Quế tên là Quế Vũ, hiện nay thì em Quế 37 tuổi và đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh. Thì năm nay em 37 tuổi và em đang sinh sống tại Bắc Ninh. Thì từ nhỏ thì em cũng được bố mẹ nuôi ăn học đúng không ạ? Và sau khi đến năm 23 tuổi thì em bắt đầu tốt nghiệp và bắt đầu cái hành trang khởi sự cho cái việc là làm ăn kinh tế.
Và hầu hết trong các anh em ở đây thì ai cũng như thế, là nhỏ thì cũng được bố mẹ nuôi đúng không ạ? Và chúng ta phải có cái khoảng thời gian học tập, tất cả mọi người đều như thế. Và có những người thì sẽ khởi nghiệp ngay, có những người thì lại tham gia đi làm vào một cái công ty nào đó làm công, ăn lương đúng không ạ? Và nói về khởi nghiệp là chúng ta phải là nói về một cái doanh nghiệp cho riêng bản thân mình. Vậy thì có những hình thức khởi nghiệp như thế nào ạ? Xin chào bạn Đặng Hồng Giang nha. Bạn Hồng Giang cũng là một cổ đông rất là tâm huyết của tập đoàn mà em Quế đang làm việc đấy. Anh chị biết không ạ, khi mà em Quế 2-3 tuổi là khi mà em Quế lấy chồng và bắt đầu cái chương trình khởi nghiệp đầu tiên trong cuộc đời của mình, đó là tự kinh doanh. Thì khi đó thì hai vợ chồng em Quế làm mở có được bố mẹ trợ giúp mở ra một cái cơ sở sản xuất may mặc đó, và em Quế cùng chồng mượn những người ở làng mình về làm cho bản thân mình. Và đó là cái hình thức kinh doanh truyền thống. Hoặc là ở ngoài kia giống như các anh chị em có thể mở một cái cửa hàng tạp hóa, mở một cái cửa hàng quần áo hay cửa hàng điện thoại di động. Đó là cái hình thức kinh doanh truyền thống. Thì cái hình thức này chúng ta tự kinh doanh thì chúng ta sẽ phải quản lý từ A đến Z, rất là vất vả. Và thông thường là chúng ta nói là chúng ta sẽ xây dựng và để kế thừa lại cho các con, nhưng mà đến một thời điểm nào đó thì cái công việc của chúng ta nó cũng phải rất là khó để thừa kế lại cho các con, bởi vì các con nhiều khi nó lại không yêu thích công việc của mình. Đúng không ạ? Đó là cái lĩnh vực đầu tiên, đó là lĩnh vực mà chúng ta có thể khởi nghiệp bằng cách là tự kinh doanh. Và khi mà em Quế làm may được khoảng 10 năm sau đó thì em Quế thấy là cuộc sống nó khá là vất vả. Và em Quế bắt đầu khởi nghiệp thêm một cái lĩnh vực khác, đó là em Quế nhảy sang em Quế kinh doanh. Và em Quế lại mở cho mình một cái cửa hàng, đó là cửa hàng thức ăn thức uống. Thì nó cũng là lĩnh vực kinh doanh truyền thống thôi, nhưng mà trong đầu em Quế lại muốn là mình nhượng quyền kinh doanh. Đó là cái hình thức thứ hai, đó là hình thức nhượng quyền kinh doanh. Chúng ta sẽ mua đấy một cái công thức, một cái nhượng quyền kinh doanh, ví dụ như là cà phê hai lần, hay là các cái cơ sở mà trà sữa mà người ta đã thành công rồi ấy. Đấy, hoặc là gà rán KFC, đó là các hình thức về nhượng quyền kinh doanh. Đó là hình thức mà khởi nghiệp thứ hai mà mọi người có thể làm. Thì cái hình thức này chúng ta sẽ phải bỏ ra một số tiền lớn để chúng ta mua công thức. Và khi mà chúng ta lựa chọn sai thì rủi ro nó vẫn thuộc về chúng ta, đúng không ạ? Và có một cái hình thức thứ ba để chúng ta có thể khởi nghiệp nữa, đó là hình thức bán hàng đa cấp. Thì cái việc bán hàng đa cấp nó đã tồn tại từ 30 đến 40 năm nay rồi. Tuy nhiên là do mọi người không chịu mở rộng, hoặc là người ta bị hạn chế, người ta không có công nhận rằng đây là một cái hình thức kinh doanh rất là tuyệt vời. Đó. Thì hình thức kinh doanh đa cấp ở trong phần lớn những cái công ty đó là bán những cái sản phẩm ấy, anh chị em ạ, bán những cái sản phẩm. Thì em Quế thấy rằng là ở cái lĩnh vực này thì các anh em có thể có những số vốn rất là nhỏ, chúng ta cũng có thể bắt đầu kinh doanh được. Đúng không ạ? Và đó là một cái hình thức kinh doanh rất là tiên tiến. Có những người thì họ không chịu hiểu được cái mô hình, không chịu hiểu được cái lợi ích của cái việc kinh doanh kiểu truyền kinh doanh hệ thống như thế này, thì họ hay nói là đa cấp lừa đảo. Nhưng mà cái kinh doanh này thì nó, mình cũng sẽ phân biệt được đâu là đa cấp lừa đảo và đâu là đa cấp chính thống. Và việc kinh doanh theo cái hình thức đa cấp như thế này thì nó sẽ giúp ích được cho việc quảng bá cái sản phẩm của doanh nghiệp ra một cách dễ dàng hơn. Các cái chi phí nó sẽ ít tốn kém hơn và nó sẽ mang lại được cái nguồn lợi cho những người quảng bá và làm có ích cho các doanh nghiệp. Nên nó là một cái kênh khởi nghiệp rất là tốt. Các anh chị em có thể là tham gia vào nó. Nếu như mà các anh chị em bán hàng tốt thì chúng ta cũng sẽ có cái thu nhập rất là tốt ở đây. Tuy nhiên là
Ở cái hình thức này thì chúng ta sẽ không được nhận cổ tức của công ty, chúng ta chỉ là làm bao nhiêu thì chúng ta hưởng bấy nhiêu thôi, đúng không ạ? Và có một cái hình thức mà anh chị em có thể khởi nghiệp nó tiên tiến hơn cả, đó là hình thức mà mô hình kinh doanh phân quyền. Có nghĩa là quyền nó đã được chia thành nhiều phần và chúng ta kinh doanh ở trong đó, chúng ta có sở hữu được cổ phần của công ty và chúng ta được quyền làm chủ của công ty. Đó là cái hình thức mà kinh doanh hiện đại nhất và mang lại nhiều những cái giá trị nhất cho những cái đối tác kinh doanh. Các anh chị có biết về cái lĩnh vực mô hình kinh doanh phân quyền bao giờ chưa ạ? Anh chị nào biết có thể comment xuống giúp em được không ạ? Có nghĩa là quyền lợi trong công ty được chia thành nhiều phần nhỏ. Và khi anh em được quyền nắm giữ cổ phần ở đây, đó, thì anh em sẽ được hưởng cái quyền làm chủ của công ty. Bên cạnh việc mình kinh doanh, mình phát triển cái hệ thống riêng của mình, chúng ta khi mà giúp cho doanh nghiệp phát triển, bởi vì chúng ta cũng là một phần của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp phát triển thì chúng ta cũng rất là phát triển. Đó là hình thức kinh doanh phân quyền, được quyền làm chủ. Và cái hình thức này nó có rất nhiều các công ty cổ phần, anh chị em ạ, công ty cổ phần. Đó, khi mà chúng ta được sở hữu cổ phần của công ty đó, chúng ta cùng kinh doanh và chúng ta được sở hữu cổ phần, chúng ta sẽ được hưởng lợi nhuận là hàng năm theo cái doanh thu của công ty. Đó, theo cái doanh thu của công ty. Và hôm nay em Quế có một vị khách mới rất là đặc biệt. Đó là chị Khuyên ở gần nhà em Quế. Hai chị em cũng đã cùng, hai chị em cũng đã làm đối tác cho một cái doanh nghiệp và họ cũng chia quyền làm chủ cho chị em Quế. Đó là cái công ty, đó là một cái tập đoàn họ làm về lĩnh vực giao thông vận tải. Bên cạnh cái việc là dùng về lĩnh vực giao thông vận tải, họ còn có rất nhiều các sản phẩm về công nghệ mùn sinh học, rồi công nghệ máy bay không người lái, rồi ô tô điện đó. Và chúng ta chỉ cần sở hữu một chút cổ phần của nó thôi thì sau này chúng ta sẽ được hưởng lợi nhuận của tất cả những cái sản phẩm mà nó mang lại giá trị cho công ty. À, để em thử xem nào, chị Khuyên đã có mặt ở đây chưa nhỉ? Chị Khuyên ơi, chị Khuyên có mặt ở đây chưa? Chị Khuyên gửi lời chào cho em để em mời chị Khuyên nào. Chị Khuyên ơi, chị Khuyên chào em đi nào. Các anh chị em ơi, khi mà em Quế biết đến cái cơ hội đầu tư cổ phần doanh nghiệp, đó, biết đến cái lĩnh vực kinh doanh phân quyền này, đó là thời điểm khi mà em Quế ở trong Phú Quốc. Khi mà em Quế ở trong Phú Quốc, anh chị em biết sao ạ? Bởi vì khi mà em Quế làm may ấy, em Quế cảm thấy rất là vất vả. Em Quế phải làm từ 7 giờ sáng và đến khoảng 10 giờ tối em Quế mới được nghỉ ngơi. Đấy, bên cạnh đó thì cái khoản tiền mình kiếm được nó không được như là mình mong muốn. Và em Quế nghĩ rằng là chỉ có kinh doanh mới mang lại cho mình được cái nguồn lợi nhuận lớn hơn. Và vợ chồng em Quế đã đốt tiền, gọi là đốt tiền, đã thanh lý hết những cái máy may và em Quế vào trong Phú Quốc để khởi nghiệp. Nhưng mà cùng với cái lĩnh vực đó là mình mở một xưởng may hay là mở một cái cửa hàng thì nó cũng giống cả như nhau thôi ạ. Nó cũng đều là ở cái góc tự làm chủ. Và khi mà vào kinh doanh thì em Quế cảm thấy cũng rất là vất vả. Mình phải dậy từ rất là sáng sớm. Anh chị em ạ, mình cũng chưa đạt được cái mục tiêu về tài chính như mình mong muốn. Bởi vì sao ạ? Khi mà mình kinh doanh thì cái đối thủ cạnh tranh ở cạnh mình nó rất là nhiều, đúng không ạ? Cái việc dễ thì rất là nhiều người làm. Và mình, nếu mà nhiều đối thủ quá thì mình sẽ phải cạnh tranh về giá, đúng không ạ? Phải cạnh tranh về giá. Và việc cạnh tranh về giá thì nó sẽ không làm cho mình mang lại được cái giá trị cao được, không có cho mình mang được.
không mang về cho mình được cái lợi nhuận cao được. Và giá nguyên liệu thì nó liên tục tăng. Hồi năm em Quế, năm 2019 em Quế kinh doanh về bên lĩnh vực ăn uống đấy thì giá thực phẩm liên tục tăng bởi vì nó lạm phát, bởi vì nó dịch. Trong khi đó mình không thể tăng được giá với những cái khách hàng mình bán ra đấy, tăng hoặc nó tăng rất là ít, nó vẫn không đảm bảo được là mình cái lợi nhuận của mình. Thành ra mình bỏ ra một số tiền lớn nhưng mà mình chỉ thu tiền lẻ. Đó là cái cách làm không hề thông minh, đúng không ạ? Chúng ta phải thật sự giỏi, thật sự xuất sắc mà chúng ta có thể là bao được cái khách hàng ở khu vực đấy thì chúng ta mới có khả năng thắng lớn. Chứ còn không thì chúng ta cũng chỉ gọi là đủ sống hoặc là nhích nhích hơn một tí, không ăn thua các anh chị em ạ. Và khi mà chưa đạt được mục tiêu thì em Quế lại đi tìm kiếm các cái cơ hội khác. Và thật là may mắn, tháng 8 năm 2020 em Quế biết đến một cái lĩnh vực, đó là đầu tư cổ phần doanh nghiệp. Các anh chị biết sao ạ? Khi mà mình tự mở ra một cái cơ sở làm ăn, thì mình sẽ phải quản lý từ A đến Z. Tuy nhiên cái quy mô của mình nó rất là nhỏ. Và tiền thì nó được trả bằng gì ạ? Bằng giá trị nhân thời gian nhân với quy mô. Ví dụ như chúng ta có một sản phẩm rất là tốt nhưng cái quy mô mà chúng ta cung ứng nó nhỏ thì chúng ta cũng không thể mang lại được cái giá trị lớn được. Và em Quế đang đi tìm kiếm một cái cơ hội nào đó, nó phải có quy mô lớn, ít ra nó phải là trong nước hoặc là quốc tế. Và em Quế nghĩ đến các cái công thức mà mình có thể đóng gói và mình bán ở trên online, cũng như là mình có thể bán rộng ra ấy. Đó. Nhưng mà thật là may mắn, đến tháng 8 năm 2020 em Quế biết đến một cái cơ hội, đó là mình có thể góp vốn vào một cái doanh nghiệp lớn đấy, quy mô toàn cầu, lại làm trong lĩnh vực giao thông vận tải các anh chị em ạ. Và có 4 lĩnh vực mà phát triển rất là bền vững, đó là điện đường, trường trạm các anh chị em ạ. Nếu mà chúng ta được đầu tư vào 4 cái ngành này thì là chúng ta sẽ không phải lo về đối thủ cạnh tranh. Ví dụ như anh em mà sở hữu cổ phần của công ty điện, đúng không ạ? Thì mỗi lần mà người dân họ sử dụng điện thì họ phải trả tiền, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ được thu tiền. Và khi mà chúng ta đã xây dựng điện ở một cái khu vực nào đó thì không có một cái công ty nào có thể vào cạnh tranh với anh em được, đúng không ạ? Hoặc là làm đường thế, chúng ta khi mà chúng ta đã xây đường rồi thì không có một cái công ty nào họ có thể là vào làm thêm một cái con đường thứ hai ở đấy nữa. Nên là chúng ta sẽ được độc quyền. Để em xem chị Khuyên. Hôm nay có hẹn với chị Khuyên lên giao lưu. Ô, chị vào Facebook đi, chị chào em cái đi. Dạ. Chị chào em đi để em mời chị. Chị nhắn tin lên chào em một tiếng đi. Để em mời chị. Chị Khuyên ơi, chị Khuyên có nhìn thấy em không? Chị Khuyên chào em tiếng đi. Chị chào em và em chào chị. Hôm nay em có hẹn với một vị khách rất là đặc biệt. Chị đấy ở gần nhà em. Và chị đấy, bởi vì các anh chị em biết rằng là phụ nữ phải không ạ? Chúng ta bên cạnh cái việc mà chúng ta xây dựng gia đình, chúng ta còn có nuôi con nuôi cái. Bên cạnh đó còn có trách nhiệm là phụ giúp chồng mình xây dựng kinh tế gia đình để cho vững mạnh. Và chị không nhìn thấy em á, em vẫn đang ở đây mà.
Có những chị em thì chúng ta có một cái công việc chịu làm cái công việc ổn định ở nhà để có thể là tạo được cái kinh tế phụ giúp chồng, đúng không ạ? Còn có những chị em khác thì lại hy sinh hơn. Như chị Khuyên, chị ấy phải đi sang Macau để giúp việc. Và chị đấy đi sang bên đó để giúp việc và mang lại cái kinh tế tốt cho gia đình mình. Không biết là chị đấy hay là mới lên Facebook, chưa biết chào em ở trên Facebook nhỉ? Chị có ở đây không? Chị hãy comment chào em đi chị Khuyên ơi. Sau cái khoảng thời gian chị đấy đi sang bên Macau để giúp việc rất là vất vả, chị đấy có kể với em là có những cái bữa cơm chị đấy ăn cơm với lạc và chị đấy phải chia thành hai bữa để chị đấy có thể là chị Khuyên ơi, có phải chị là có cái nick là Minh Anh ở trên này à? Chị đó đã đi sang Macau giúp việc và có lần chị đấy kể với em là một bữa cơm ăn với lạc mà chị đấy phải chia thành hai bữa để chị đấy tiết kiệm và kiếm tiền về để gửi về nuôi con cũng như là có cái khoản dư dành cho gia đình mình. Sao lại và đi sang nước ngoài thì nó vất vả thế đấy anh chị em ạ. Nhiều khi chúng ta ở nhà chúng ta nhìn thấy rằng là những người họ ở bên nước ngoài họ gửi tiền về, chúng ta tưởng là họ sung sướng đúng không ạ? Chúng ta tưởng họ sung sướng nhưng họ sang bên đấy họ rất là vất vả để kiếm tiền đấy các anh chị em ạ. Sao? Các anh chị đợi em chút để em mời chị nha. Chị Khuyên có nhìn thấy lời mời của em không? Đi ra mẹ. Chị Khuyên có nhìn thấy lời mời của em chưa ạ? Lời mời cùng phát trực tiếp cùng em chưa ạ? Các anh chị biết sao ạ? Đó, sao trên tên Khuyên lại tên Khuyên sao lại sau này để làm Minh Anh. Em chào chị Minh Khuyên nha. Các anh chị em ơi, tại vì chúng ta là phụ nữ, chúng ta cũng phải có những cái trách nhiệm về kinh tế cùng với chồng đúng không ạ? Để nuôi con, nuôi gia đình cũng như là báo hiếu hai bên ông bà cha mẹ. Ôi. Và chị Khuyên đã phải đi sang Macau làm việc rất là vất vả để kiếm cái đồng tiền về phụ giúp chồng. Và chị đấy cũng đã có những cái lần khởi nghiệp không thành công. Và năm 2021 chị đấy đã biết đến cái cơ hội khởi nghiệp với mô hình kinh doanh phân quyền tại tập đoàn UST, một tập đoàn của nước ngoài. Đó, và chị đã có những cái thành công nhất định. Và hôm nay em mời chị Khuyên lên để giao lưu, chia sẻ cùng với các anh chị em trong cái buổi livestream của chúng ta ngày hôm nay. Hy vọng rằng những cái chia sẻ của chị Khuyên sẽ giúp cho anh chị em chúng ta có nhiều những cái trải nghiệm hơn. Nếu mà tốt thì chúng ta học hỏi, nếu mà không tốt thì chúng ta rút ra được cái kinh nghiệm để chúng ta không có đi vào cái vết xe đổ của chị Khuyên nữa, đúng không ạ? Chị Khuyên ơi, chị nghe em nói không? Dạ? Nghe được chị nói không?
Có, Ở em sao có nghe chị nói. chị không nổi hình nhở? Sao em không nhìn thấy chị nổi hình nhỉ? Ừ, sao không thấy chị nổi hình lên nhỉ? Chị em mời lại nha. Chị chấp nhận lời mời đi. À, đây rồi. Đây rồi. Xin chào chị Huyên, chị gái. Hai chị em chỉ cách nhau ở khoảng 14 km và cũng đã có dịp sang nhà chị Huyên để giao lưu rồi. Chị Huyên là một người rất là năng lượng, đó, rất là xinh và cũng đã trải qua những cái sự vất vả trong cuộc sống. Hôm nay em mời chị Huyên lên tường nhà em. Đó, chị hãy chia sẻ những cái kinh nghiệm khởi nghiệp của chị với tất cả mọi người để cho mọi người sẽ học hỏi được những cái kinh nghiệm nào đó của chị. Em mời chị Huyên ạ. Ôi, chị cảm ơn em Quế nhá. Thật sự là hôm nay rất là vui, ơn em rất nhiều đã có một cái lời mời với chị, rất chi là chị vui. Thì Huyên, chị cũng em cũng xin chào tất cả các cô chú anh chị trên trang Facebook của Quế, và cũng em cũng xin chào tất cả các cô chú anh chị và các quý nhà đầu tư của trên trang Facebook của em hôm nay nhé. Lý do tại làm sao mà em đặt cái trang Facebook của em là anh Minh, bởi vì em rất yêu cô con gái của em là anh Minh. cũng vì là trong cái thời điểm em sinh cháu được 1 tháng tuổi, em đã phải gọi là đi ra nước ngoài để làm ăn, nên là em muốn đặt cái tên của cháu là anh Minh để mỗi khi em nhìn lên trang Facebook em nhớ đến con của em. Vâng. Nên là em tên em cũng rất là xin lỗi chị là bởi vì chị tên là Khuyên và hôm nay chị lại vào Facebook với tên là Minh Anh, thành ra em cứ tìm chị Khuyên để em mời lên giao lưu mà em không có biết đây là nick của chị. Thành ra từ nãy giờ là mất thời gian của anh chị em khá là nhiều. Bởi vì là lý do tại làm sao chị cũng vừa nói với chuyện với lại tất cả quý cô chú anh chị và quý nhà đầu tư của em Quế và quý nhà đầu tư của em là Khuyên Nguyễn tại thị trường Bắc Linh, và em mới về Việt Nam là một nửa năm nay. Đấy, em đã làm việc ở trên đất nước Macau và được 16 năm nay. Đấy. 16 năm nhưng mà thật sự em chưa tìm được một cơ hội nào để làm gì, để mình có thoát cái cảnh đi làm khổ chủ, một câu là đi làm khổ chủ. Đấy. Nên là hôm nay cũng là một cái ngày mà em thật sự là mãn nguyện, và cũng là một ngày mà em thầm biết ơn tới một cái giá trị khi em đã lựa chọn để làm gì, để giúp mình để không còn thoát cảnh đi làm khổ chủ nữa. Đấy. Bởi vì là 16 năm khác ở nước ngoài, nhưng mà em chưa tìm được một cái giá trị nào để làm sao để thoát cảnh gọi là đi làm khổ chủ. Như đến lúc mà đủ duyên, đủ phước, đủ cái cơ may thì em lại đã tìm được một cái cơ hội mà để gọi là không những giúp đỡ cho bản thân mình mà giúp đỡ cho cả gia đình mình và giúp đỡ cho những người thân, bạn bè và đã quen biết em, và thật sự đã đủ niềm tin để cùng bước với em, thì đấy cũng là cái điều mà thật sự em vô cùng viên mãn, em vô cùng viên mãn luôn. Nên là em cũng giới thiệu với tất cả cô chú anh, em là Khuyên Nguyễn ở Bắc Linh, em là thị trường Bắc Linh. Thì lý do sao mà em đặt trang Facebook của em nó là anh Minh, thì em yêu thương một cô con gái của em năm nay là cháu 6 tuổi. Bắt đầu là bước chân đi làm ăn thì là cháu được một tháng tuổi, và để bước chân đi làm ăn thì thật sự sang bên cuộc sống nước ngoài nó quá bom chen chật vật. Có những bữa cơm phải ăn một hộp cơm 16 hạt lạc để chia làm 2 bữa, để mình làm sao tích góp được một chút ít tiền để làm sao là dịch chuyển tài sản của mình, để trong một vài năm tới mình có thể khao khát là về đến nhà để chăm sóc một cô con gái yêu thương của mình và gần người chồng và gần bố mẹ già để báo hiếu bố mẹ hai bên. Thì thật sự em vô cùng biết ơn đến một người bảo trợ
cho em, thì người đã trao cho em một cái cơ hội mà thật sự là khi mọi người nhìn thấy á, thì bảo là đây là trò đùa, đây là cơ hội trò đùa chứ không phải là gì. Đấy, như đối với em thì đấy là một cái cơ hội, chờ cho em một cái cơ hội. Đấy, nếu như em đi làm 16 năm thì em cũng chỉ đủ tiền để làm gì? Để xây một căn nhà và lo cho con ăn học. Xong nữa là không còn cái gì nữa, em về đến nhà chắc em vẫn phải đi làm thuê, không có gì khác hơn. Nhưng mà khi em đã tìm được cái cơ hội mà để làm gì? Nắm bắt. Lý do tại làm sao chúng ta phải đầu tư, vì em đã thấy là cuộc sống đi làm thuê thật sự là rất chi là cực, và em đã tìm kiếm và làm sao để mình có một cơ hội để thoát cảnh làm thuê, thì em đã gặp được người bảo trợ vô cùng tuyệt vời, đã trao cho em một cái cơ hội. Và bước đầu tiên em cũng như anh chị hoàn toàn không đủ niềm tin, thấy nghĩ là đây là cơ hội trò chơi thôi chứ có cái gì đâu cổ phần, nó có cái gì đâu mà giá trị mà phải nắm bắt cổ phần vậy ta. Đấy, chẳng có cái gì mà cổ phần phải nắm bắt. Thế nhưng mà đến lúc e là chi, ô thế tại làm sao Bắc Vượng cũng có cổ phần, mà tại làm sao mình cũng là người phụ nữ thông minh thế này, mà thế giới một ngày một có một nhiều cơ hội mà sao mình không biết nắm bắt cổ phần. Và em bỏ 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 đi, bỏ đi không nghĩ đến, thấy là không xem trọng cái cơ hội này, và em lại bỏ, không thèm nhắn tin nhắn của người người bảo trợ, không thèm nhắn tin nhắn bảo trợ. Và sau một thời gian thì người ta có nói chuyện về cổ phần của Facebook và cổ phần của Zalo và cổ phần của Coca-Cola, thì em bảo hả, thế là cổ phần là như vậy sao? Đấy, thì em lại quay lại em tìm người bảo trợ của em mới hỏi là cổ phần là như thế nào. Thế thì bảo trợ của em bảo là cổ phần là chỉ hiện nay chắt bóp từng những cái đồng chị đi làm vất vả, chị có thể làm gì, chị có thể dịch chuyển sang đầu tư, và trong một vài năm tới chị sẽ có một cái nguồn cổ tức, và chị sẽ có cả một cái dòng tiền thụ động từ tất cả nhiều 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 những các công nghiệp cùng phát triển với chị. Thế thì chị mới bắt đầu mới vỡ òa ra là ồ thì ra cổ phần là như vậy sao. Thế bắt đầu mới đặt mục tiêu, thôi chị chỉ góp vốn là 500 đô thôi, chưa đủ niềm tin, mà chưa đủ niềm tin, chưa hiểu cái giá trị cổ phần là ra sao. Như bắt đầu là đặt niềm tin là 500 đô trả góp, xẻn ra mỗi tháng một xíu xíu đi, còn đến tháng còn không buồn đóng à, đến tháng không buồn đóng à, vì không hiểu cái giá trị mà. Thế thì người bảo trợ có bảo là ô chị ơi, chị đến tháng rồi đó, chị phải có trách nhiệm với cái giá trị tài sản của chị nhé. Bảo ồ, phải trả góp hả em? Ồ, phải trả góp đó. Thế bắt đầu lại, ồ bắt đầu mới tìm hiểu là xem là cái đồng tiền của mình hôm nay đầu tư nó có đúng nơi đúng chỗ hay không, hay là đầu tư vào một cái giá trị gì không tốt. Thì bắt đầu như các cụ đã nói rồi, càng tìm hiểu càng sâu thì lại càng thấy có giá trị, càng thấy là việc mình đầu tư rất chi là có cái gọi là giúp mình để sau này có thể giải thoát cái cơ hội làm khổ chủ. Thì bắt đầu mới thấy là ô cơ hội bảo trợ trao cho mình hôm nay rất chi là nghiêm túc, rất chi là rõ rệt và rất chi là minh bạch. Thứ nhất là đã có bằng tất cả các chứng chỉ của các quốc gia công nhận. Thứ hai là được kiểm toán rất chi là minh bạch rõ ràng. Thứ ba là được 210 quốc gia ca ngợi. Thì có gì mình phải sợ đâu, mình chỉ là một hạt cát nho nhỏ thôi, có gì mình phải sợ. Đấy, thế là bắt đầu tập trung tìm hiểu đầu tư và bắt đầu gia tăng được cái giá trị của mình. Thì đấy cũng là một cái điều mà một người phụ nữ thông minh cũng bắt đầu biết cuộc sống thông minh, biết gọi là đầu tư thông minh, biết bắt đầu là trao cái giá trị thông minh cho tất cả những chị em phụ nữ đang làm việc rất chi là chất chất phát, làm việc những công việc mà thấp nhất của xã hội. Nhưng mà người ta khi nghe mình được hiểu được về cái cuộc sống của mình rồi thì người ta lại bắt đầu là cùng muốn là nhận cái giá trị khi mình trao. Thì đấy là cái điều mà thật sự khi mà cuộc sống của em quá chính là bon chen, mười mấy năm công tác ở bên nước ngoài, nói công tác cho nó oai một chút thì các chị thật ra là đi làm công việc thấp nhất của xã hội luôn. Đấy, thấp nhất của xã hội. Nhưng mà
đến giờ phút này. Nếu em đi làm mười mấy năm, chắc là nếu mà so tài sản ra thì chắc là em cũng không còn được bao nhiêu đâu, vì là mình đã phải nuôi con ăn đại học này, mình đã phải xây nhà này, mình đã phải mua đất này, mình đã phải nuôi con khi mới sinh, mới sơ sinh này. Thì thật sự đồng tiền của chúng em đi làm ô xin đó, thì làm gì có được nhiều đâu, không được nhiều à. Đấy, nhưng mà khi mình đã di chuyển sang cái tài sản, thì hiện nay mình tính trị giá cái tài sản của em ra, thì thật sự cũng rất chi là hài lòng với cái tài sản hiện nay. Đấy, rất chi là hài lòng luôn. Nên tại làm sao em ra quyết định là em về Việt Nam để làm gì? Để chăm sóc chính cái bản thân mình khi đã vất vả bom chen quá nhiều thời gian, có những lúc gọi là ăn không đủ lo, ngủ không đủ giấc. Thật sự sức khỏe nó rất chi là tồi tàn, phải tồi tàn luôn. Nhưng mà khi về đến Việt Nam rồi, thì em có những đối tác là mời em đi làm phiên dịch. Nhưng mà em nghĩ là nếu làm phiên dịch á, thì lương á, chỉ được một mình em giải quyết cho gia đình, em không giúp được ai cả. Đấy, nhưng mà khi thật sự là em nghĩ là mình cần phải nghiên cứu và học hỏi nhiều hơn nữa, thì đấy là một cái giá trị rất chi là tuyệt vời. Ngày hôm nay em đang có một cái công việc thật sự là giúp đỡ rất chi là nhiều người. Nếu như không giúp đỡ được nhiều người thì em lại phải đi làm thuê, thì thật sự rất chi là vất vả luôn. Nên là ông xã nhà em đã dành trọn thời gian cho em để ở nhà làm gì, học hỏi, để giúp đỡ nhiều người. Và giờ phút này em cũng giúp đỡ được rất nhiều các gọi là chị em gần xa. Và em cũng xin là cảm ơn tất cả những anh chị em gần xa đã cùng đủ niềm tin và thật sự là cùng em gọi là có những cái gọi là tư duy mở. Đấy là một cái điều mà thật sự là rất chi là phi thường. Những người phụ nữ thông minh, làm việc thông minh, đầu tư thông minh, kiếm tiền thông minh, và cuộc sống hiện nay một ngày một thông minh rồi. Nếu chị em chúng ta không chịu thay đổi tư duy, không chịu thay đổi cái tiềm thức của mình, thì chị em chúng ta sẽ là người phụ nữ lạc hậu, rất chi là buồn luôn. Nên là cảm ơn em Quế đã cho chị cơ hội để lên giao lưu cùng với các quý cô chú anh chị trên từng Facebook của em Quế và trên trang Facebook của em. Và chị em chúng ta sẽ thường xuyên để làm gì? Khi chị em chúng ta biết được cơ hội rồi, sẽ làm sao thường xuyên trao cái cơ hội này cho tất cả cô chú anh chị em. Nếu thật sự cô chú anh chị em nào mà muốn có cuộc sống mình chỉ ở nhà, không đi làm thuê nữa, thì hãy inbox cho em hay là cho em Quế. Chúng em sẽ hết lòng hết dạ, sẽ cống hiến và giúp đỡ tất cả các cô chú anh chị nhé. Cảm ơn chị Khuyên ơi, chia sẻ của chị Khuyên thì rất là tuyệt vời. Em có đọc được một cái từ khóa từ rất nhiều năm trước, đó là nếu mà mình không cố gắng mà tự xây dựng cho mình một cái doanh nghiệp thì mình rất có thể mình sẽ phải đi làm thuê suốt cả cuộc đời này. Và em rất là tâm đắc với lại cái câu của ông Warren Buffett, đó là nếu như bạn không tìm được cách kiếm tiền ngay cả khi mà bạn đang ngủ thì rất có thể là bạn sẽ phải làm việc cho đến lúc chết, đúng không ạ? Và ở trên cái comment của bạn Nguyễn Thanh Hiếu, bạn ấy đang hỏi là việc gì vậy, chị có thể tiết lộ được không ạ? Đó, thì chị có thể chia sẻ sơ qua về cái cơ hội mà chị đang nắm bắt với tất cả các anh chị em đang theo dõi livestream của chị em mình không? Chị có chứ, bởi vì công việc tốt thế này mà mình không chia sẻ cho tất cả mọi người thì thật sự là mình quá ích kỷ luôn à. Đấy, tại vì nãy giờ mình chỉ mới nói về cơ hội chứ mình cũng chưa nói rõ cho mọi người nghe đó là cái cơ hội gì, mọi người vẫn đang rất là thắc mắc. Cơ hội của chị hôm nay á rất chi là đơn giản em ạ. Chúng ta sẽ khởi nghiệp với một cơ hội là không đồng cũng được. Không đồng, cái điều đó rất là tuyệt vời đúng không ạ? Mình không, nếu anh chị em nào trong livestream đang thích một cơ hội khởi nghiệp với vốn không đồng có thể comment với một xuống để cho chị Khuyên có nhiều năng lượng hơn để chia sẻ đúng không ạ? Bởi vì là mình đi làm thuê quá nhiều năm rồi nên là mình khao khát mình sẽ làm chủ à, xem mình không làm đi làm gọi là khổ chủ nữa. Đấy, mình phải dịch chuyển sang làm chủ đi, mình không làm khổ chủ nữa. Đấy, mà khi trong giấc ngủ mình vẫn có hàng nghìn kỹ sư công nhân đang làm việc lỗ lực cho mình. Đấy có phải là một điều tuyệt vời không em Quế? Em Quế thấy là có thấy giá trị không? Đấy nó rất là tuyệt vời chị Khuyên ạ. Bởi vì em ở quê,
Em ở quê Gia Bình thôi. Đó, và hồi ngày xưa ấy thì em có, nếu như mà em nghĩ rằng nếu mà mình tự đi làm thuê một mình ấy, lương thì khoảng 10 đến 15 triệu là cao với làm công ty đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà khi em Quế mở một cái xưởng may ra, em Quế mượn được 5 người, 7 người, 10 người, 20 người về, cái thu nhập của em Quế nó cũng nhân lên theo cái số người mà em Quế tạo công ăn việc làm cho họ. Và nếu như mình đang sở hữu một cái doanh nghiệp có cả nghìn những kỹ sư cao cấp họ làm việc cho mình thì điều đấy thật là tuyệt vời. Đấy, nếu mà chỉ cần sở hữu khoảng, đối với lại doanh nghiệp tư nhân mình sở hữu khoảng 10 15 người làm việc phổ thông thôi là thu nhập của mình đã khá tốt rồi đấy anh em ạ. Đúng Đó, nhưng mà mình lại còn sở hữu cả nghìn những người mà họ có trí tuệ cao như kỹ sư. Đó thì các anh chị thử hình dung xem cái thu nhập của chúng ta nó sẽ như thế nào đúng không à, ạ? Đó, chị Nguyên lại chia sẻ tiếp hơn cho nữa anh em nghe là đi. hiện nay chị đang đầu tư vào một cái cơ hội rất chi là thông minh, bởi vì chị em ta là một người rất chi là bình thường, nhưng mà chị em chúng ta được hợp tác với được một ngài chủ tịch gọi là có rất nhiều bằng sáng chế. Đấy, có cả những 40 bằng sáng chế. Để làm gì? Để cùng cho chúng ta có cơ hội cùng hợp tác với ngài đấy. Đấy, đấy là một cái điều vô cùng mà thấy tuyệt vời. Đấy, không phải một người ai cũng có thể nhìn rõ được cơ hội, nhưng mà chị em chúng ta lại mở lòng để nghiên cứu và được hợp tác cùng với ngài, làm việc cùng với ngài. Wow, thật sự là viên mãn em ạ. Đấy, đã, và chị đã thấy là cơ hội rất tốt nên là chị đã nỗ lực nghiên cứu để làm gì, mình không phải đi làm thuê và mình chỉ ở nhà đón con, nấu cơm cho chồng và làm đẹp một chút. Wow, thật sự rất là happy em ạ. Đấy, và giúp đỡ tất cả các cô dì chú bác anh chị em, khi thật sự nhìn thấy cơ hội khao khát chị sẽ hết lòng để giúp đỡ và để làm gì, để trao cơ hội này cho mọi người. Nếu như mình không trao cơ hội á, 1 năm, 2 năm mình thành đạt thì chắc chắn cô chú anh chị sẽ nghĩ là sao bạn ích kỷ thế, bạn chỉ thấy biết là bạn làm một mình thôi, bạn có buồn chia sẻ cho ai đâu. Như hôm nay thì thật sự là chị hết lòng để muốn giúp đỡ. Ai ai cũng có thể thay đổi chất lượng cuộc sống, ai ai cũng có thể sở hữu được cổ phần doanh nghiệp để làm gì, sau này mình trở thành một người có ích cho xã hội, không những giúp đỡ bản thân mình, giúp đỡ gia đình mình, có thể là việc xã hội muốn xây đắp một cái gì đó mình cũng có thể là cùng chung tay để làm gì, xây, để gọi là góp vốn để đầu tư, để làm gì, để xây công trình phúc lợi trên một cái quê hương của mình. Đấy là cái điều mà chị đang khao khát và mong muốn, đấy là một cái giá trị là chị đang muốn cho đi. Đấy, nên là công việc của chúng ta là khởi nghiệp với một mức không đồng, như thật sự khao khát. Thật sự ai khao khát thì thật sự đấy là một cái điều mà để cho chị em chúng ta không cần phải quá nhiều tiền, như chị em chúng ta khao khát để muốn lan tỏa đều có thể em quý ạ. Đấy là một cái điều mà vô cùng tuyệt vời các bé. À, xin thưa với tất cả các quý anh chị đang có mặt trong livestream của em Quế ngày hôm nay, đó là chia sẻ rất là tận tâm của chị Khuyên. Có nghĩa là chị Khuyên đã phải trải qua rất là nhiều những tháng năm cực khổ mà chúng ta sống ở bên nước ngoài để kiếm tiền. Đó, và khi mà về Việt Nam thì nếu như mà chúng ta vẫn tiếp tục công việc ở bên đó thì chúng ta sẽ phải bỏ bê công việc gia đình, con cái và cái tuổi trẻ mình có thể dành cho vợ cho chồng của mình là không có đúng không ạ? Lúc về già thì chúng ta ở cạnh nhau thì nó cũng lãng phí rất là nhiều thời gian tuổi trẻ, và chị đấy đã quyết định đi về Việt Nam đúng không ạ? Đi về Việt Nam. Và để về Việt Nam thì nếu mà chị đấy quyết định khởi nghiệp bằng cái công việc là đi phiên dịch như những công ty người ta mời ấy, thì chị đấy chỉ có thể làm một mình chị đấy thôi, chị không giúp được ai cả. Đúng rồi, đúng rồi. Và năm 2021 thì chị đấy đã đón nhận một cái cơ hội, đó là khởi nghiệp với lại tập đoàn giao thông vận tải UST. Đó, thì cái tập đoàn này các anh chị em ơi, tập đoàn này họ có rất là nhiều các lĩnh vực, có tổng thể hiện tại đang phát triển là 11 lĩnh vực. Trong đó có lĩnh vực như là động cơ điện này, rồi ô tô điện này, rồi mùn sinh học này, rồi công nghệ máy bay không người lái này, công nghệ tàu cao tốc trên cao này. Rồi là thành phố Trường Tín, có nghĩa là họ là một tập đoàn và họ phát triển rất là nhiều các lĩnh vực. Đó,
Thì khi mà họ phát triển nhiều những lĩnh vực đó thì họ cần vốn. Họ cần vốn để họ mở rộng cái mô hình sản xuất kinh doanh của họ. Và họ cần sự hợp tác của các nhà đầu tư. Đó, cơ hội khởi nghiệp của anh em không đồng ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ kết nối các nhà đầu tư với lại doanh nghiệp và giúp cho các nhà đầu tư được sở hữu cổ phần gốc của một doanh nghiệp lớn có cái tầm nhìn là hàng đầu thế giới anh em ạ. Ví dụ như em Quế mở một cái xưởng may, em Quế làm một mình đi, em Quế làm một mình trong công ty thì thu nhập của em Quế rơi vào khoảng 7 đến 10 đến 20 triệu là cao rồi đúng không ạ? Nhưng nếu em Quế có trong tay của mình khoảng 10 đến 20 người làm thì tối thiểu em Quế cũng có khoảng thu nhập khoảng 30 đến 50 triệu một tháng đúng không ạ? Nhưng mà nếu em Quế có 1.000 người làm việc cho em Quế thì cái mức thu nhập đấy nó cũng sẽ tăng lên rất là nhiều. Nhưng mà để được có một cái khối lượng người lớn như thế làm việc cho mình ấy, thì cái vốn của mình phải nhiều đúng không ạ? Mình phải quy mô của mình nó lớn thì mới có nhiều người làm cho mình. Và bây giờ những cái ông chủ doanh nghiệp đấy, ông ấy mở một cái quy mô lớn như thế thì ông ấy không đủ vốn và ông ấy mở ra một cái công ty cổ phần và cái cổ phần ở trong công ty ấy, nó sẽ được bán ra khoảng dưới 50% và đó là cơ hội dành cho các nhà đầu tư. Thì những ai mà người ta có tiền ấy, mà người ta không có ý tưởng ấy, thì người ta có thể góp vốn vào đấy và người ta được hưởng quyền lợi như những ông chủ doanh nghiệp ở đấy. Ví dụ như em Quế là một người nấu ăn rất là giỏi, em Quế nấu phở rất là giỏi đúng không ạ? Nhưng mà em Quế chỉ có công thức nấu phở giỏi, em Quế chỉ có sự nhiệt tình, em Quế chỉ có sự chịu khó và em Quế muốn mở một cái quán phở khoảng 1 tỷ nhưng mà em Quế chỉ có khoảng 500 triệu thôi. Và em Quế cần sự giúp đỡ của các anh em 500 triệu đó. Khi mà chúng ta góp vốn vào cùng với nhau thì khi mà mình kinh doanh sản xuất mình có lợi nhuận ấy thì mình sẽ chia cho những cổ đông, đấy là quyền lợi của những người góp vốn. Tuy nhiên chúng ta đang có một cái đòn bẩy rất lớn, đó là đòn bẩy IPO, có nghĩa là đòn bẩy mua cổ phần doanh nghiệp trước khi lên sàn chứng khoán. Nếu như anh chị em biết cái đòn bẩy IPO và cái lãi suất kép, đó là công thức làm giàu của các tỷ phú, thì ngay từ những cái số tiền rất là nhỏ, khi mà chúng ta góp vốn vào công ty thì khi mà công ty họ phát triển và họ lên sàn chứng khoán thì tài sản của chúng ta sẽ tăng được cấp số mũ. Đúng rồi. Và anh em nào trong cái livestream này muốn tài sản của mình tăng theo cấp số mũ có thể comment tôi để em Quế có thể chia sẻ với anh chị cái cơ hội này được không ạ? Bất kể các công việc gì khi mà chúng ta tham gia làm việc, bất kể các anh chị em tham gia công việc gì nữa thì chúng ta cũng đều được trả công đúng không ạ? Bằng cái giá trị mà chúng ta có thể trao ra thị trường. Đó, chúng ta bán hàng thì chúng ta thu lợi nhuận. Và doanh nghiệp họ đang cần chúng ta kết nối giữa nhà đầu tư với lại doanh nghiệp thì chúng ta có thể khởi nghiệp không đồng từ cái việc kết nối. Còn cái cơ hội này là cái cơ hội mà chúng ta có thể góp vốn cộng đồng. Đặc biệt ở đây đó là sử dụng cái mô hình góp vốn cộng đồng crowdfunding. Thì các anh chị em, cái cơ hội góp vốn cộng đồng crowdfunding đó là nhà đầu tư nắm đằng chuôi các em ạ. Và với cái doanh nghiệp này chúng ta sẽ có hai quyền lợi. Thứ nhất là nếu như mà anh muốn cho doanh nghiệp vay thì anh sẽ được làm cái khoản vay đảm bảo với lãi 4% một năm và anh có thể rút vốn về sau 3 năm. Đúng không ạ? An toàn chưa ạ? Quá an toàn. Rất là an toàn và chúng ta được Ủy ban Tài chính Chứng khoán Quốc tế người ta bảo vệ quyền lợi cho mình. Đúng rồi. Cái quyền lợi thứ hai, nếu như mình cho chủ vay rồi mình thấy công ty này có những sản phẩm tốt và tiềm năng tăng trưởng rất là tốt thì chúng ta có thể chuyển đổi những cái khoản vay đó thành cái cổ phần và chúng ta được hưởng cái cổ phần ưu đãi tại đây. Và có một cái điều rất đặc biệt, có nghĩa là doanh nghiệp này họ đã có cái mã chứng khoán để đưa lên sàn chứng khoán quốc tế Nasdaq. Mà các anh chị em biết thế nào ạ? Lên sàn Nasdaq giá cổ phần tối thiểu là khoảng $4 và với cái gói $500, với cái gói nhỏ nhất là 1.3 triệu, đúng không ạ? 1.3 triệu thì chúng ta mua được 800 cổ phần. Khi mà nó lên sàn là 100.000 $4, khoảng 100.000 đi, thì chúng ta lấy 800 mà chúng ta nhân với lại 100.000 thì chúng ta được bao nhiêu tiền ạ? Là một vấn đề đó em. Từ 1.3 triệu. Một vấn đề đó, với một cái số tiền nhỏ nhất cả một vấn đề đó em. Thật sự rất chi là tuyệt vời phải không em? Đấy. Rất chi là các anh chị có thể nhân với cho em giá 800 cổ phần với lại
100.000 là được bao nhiêu tiền ạ? Con số hơi bị hoan hỉ luôn đấy em ơi. Ủa, chị không biết tính nhưng mà chị thấy chị nhìn thấy con số nhiều như vậy là chị thấy nó sung sướng rồi em ạ. Thấy nó sung sướng. Các anh chị em ơi, nếu chúng ta lên sàn Nasdaq với giá tối thiểu là 100.000 tương đương với 4 đô la thì 800 cổ phần của chúng ta có trị giá là 80 triệu. Em Quế ơi, chị nghe tất cả các anh chị chuyên gia nói là cổ phần của chúng ta không dưới 4 đô đâu em. Đó là con số còn rất nhiều hơn. Đấy là con số tối thiểu ở trên sàn Nasdaq chị ơi. Số tối thiểu, ví dụ như là chúng ta để chúng ta có thể tồn tại được thì giá tối thiểu, mình cứ tính giá tối thiểu đi. Đấy. Thì chúng ta bỏ ra 1.3 triệu. Sau 2 đến 3 đến 5 năm tới thì chúng ta thu về được 80 triệu. Đúng rồi. Các anh chị em có thấy tuyệt vời không ạ? Quá tuyệt vời luôn ạ. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Quá tuyệt vời. Và nếu như mà các chị anh chị em hình dung là nếu mà chúng ta đang có cái chương trình mà công ty tặng thưởng cho những cái người mà có thành tích ấy, họ đang có những cái phiếu nhân 2 số cổ phần ấy, từ cái khoản đầu tư là 500 đô đúng không ạ? 500 đô. Mỗi tháng anh chị góp vào đây là 2.5 triệu đi. 2.5 triệu trong vòng 5 tháng thì nó rơi vào khoảng 12 triệu, hơn 12 triệu mà chúng ta được 23.000 cổ phần. Đúng không ạ? Mà khi nó lên sàn giá tối thiểu là 4 đô la, là tương đương 100.000 đi. Đúng không? 100.000. Bây giờ định giá của cổ phần đã là 1 đô một cổ phần rồi. Chị đã tính là cái cấp số nhân đó là 23.000 đô rồi. Thấy đã quá sung sướng rồi em Quế ạ. Đấy. Mới lại con đấy giá tối thiểu. Thật sự là giá tối thiểu mà khi nó lên sàn Nasdaq ấy, anh chị em mình cứ mục tiêu là nó lên sàn giá tối thiểu đi. Thì với cái 23.000 mà chúng ta 23.000 đô em cứ tính ra là 23.000 mà 23.000 đô thì em tính ra là đô hiện nay đó là bao nhiêu? 2.3 tỷ. Anh chị em ơi, nếu mà lên sàn giá tối thiểu là 4 đô la trên sàn Nasdaq là chúng ta có 2.3 tỷ. Anh chị em nào thấy khoản đầu tư với số vốn khoảng 13 triệu mà chúng ta lên sàn Nasdaq với giá 4 đô chúng ta có 2.3 tỷ. Có anh chị em nào thấy đó là khoản đầu tư tuyệt vời không ạ? Hãy comment xuống cho em Quế biết là em Quế, nếu như mà chúng ta bỏ ra một cái khoản đầu tư là 13 triệu mà chúng ta thu về 2.3 tỷ thì anh chị em có thấy tuyệt vời không ạ? Chị đi làm Oxin ở bên Macau là một thời gian cả đến 15 đó em. 15 thời gian, 15 đánh đổi 15 thời gian đó. Đấy, 15 thời gian để chị đánh đổi tuổi thanh xuân và bán thời gian, bán sức khỏe và bán đi bao nhiêu cái quyền tự do của chị 15 trời đó. Đấy. Rất chi nóng. Nhưng mà để chị khuyên là, nhưng mà để chị thấy không, nếu mà chị có cái khoản thu nhập là ví dụ như có được 2.3 tỷ trong vòng 10 năm đấy không? Chắc hơn không thể không? Được em ơi, mình còn phải ăn chứ, mình còn phải tiêu chứ, mình còn phải chăm chút cho bản thân mình một chút chứ. Nếu như mà em dốc hoàn toàn một người ô xin xuất sắc và đi làm vậy, phải đi làm gọi là nói cho đơn giản đấy, chị phải lau 40 cái xe ô tô vào buổi sáng từ 4 giờ sáng đến 8 giờ sáng, và xong đến 8 giờ sáng chị lại đi làm tiếp và đến tối về chị đi bốc vác thì chị mới được con số như vậy. Thế thì thật sự là con người nó sẽ hao mòn, sẽ không còn sức khỏe. Và chị cho em hỏi là với cái thời gian ban đầu mà khi mà chị đi xuất khẩu sang Macau ấy, cái khoản chi phí chị phải bỏ ra là bao nhiêu tiền ạ? Với mức ban đầu mà chị đi xuất khẩu sang đất nước Macau để làm việc á, chị phải bỏ ra con số là tính tiền Việt Nam mình là tầm 50 triệu. 50 triệu em ạ. Đấy, chị sang nước ngoài thế là còn phải trả tiền môi giới cho nước ngoài đấy. Đấy. Thế cái năm mà chị đi đó là năm bao nhiêu? Năm mà chị đi đó là năm bao nhiêu? Nói là chị đi từ năm chị 24 tuổi rồi. Chị 24 tuổi. Chị 24 tuổi. Đó vào khoảng năm 2000 bao nhiêu nhỉ? Năm 2007. Em có một cái thương vụ rất là tuyệt vời như thế này anh chị em ơi. Anh chị em có biết về Airbnb bao giờ không ạ? Có nghe về Airbnb bao giờ không ạ? Airbnb. Chị có nghe tiếng. Chị có nghe tiếng nhé. Như hiện tại như ở Việt Nam bây giờ các anh em mà muốn đi du lịch ấy, thường là một anh em sẽ đặt vé máy bay trên Agoda đúng không ạ? Agoda. Đấy, còn Airbnb đấy là một cái ứng dụng mà chúng ta có thể đặt phòng dịch vụ đặt phòng của quốc tế. Nếu như mà năm 2013 nhá, chúng ta bỏ ra số tiền là
12 triệu là khoảng 500 đô đấy. Mà chúng ta đầu tư vào Airbnb thì đến năm 2019 khi mà Airbnb nó lên cái giá cổ phiếu của nó khoảng 140 mấy đô la ấy, là từ 12 triệu đó năm 2009 mà chúng ta không phải làm ăn gì cả, không phải gì cả, chỉ góp vốn cho Airbnb thôi nhá. Đó là một cái công ty có vốn hóa gần ngang với lại Ford ấy, trong khi đó nó không có bất kỳ một cái khách sạn nào. Khi mà năm 2019 ấy, là giá cổ phần của nó rơi vào khoảng là 140 mấy đô la, thì từ cái khoản đầu tư 12 triệu của chúng ta năm 2009 thì là nó tăng lên được là 400 tỷ đô la. Wow. 400 tỷ Việt Nam đồng, từ cái 12 triệu đó mà tăng lên 400 tỷ Việt Nam đồng mình. Trong khi đấy mình cũng đầu tư 50 triệu ra, mình đi làm cái như trâu như chó, và mình thu về cái khoản đó là hơn 2 tỷ đi, đúng không ạ? Hoặc là nhiều hơn, một vài tỷ. Đấy, thì theo các anh chị rằng nếu như mà để được lựa chọn ấy, chúng ta sẽ lựa chọn cái giải pháp nào? Nhưng mà chúng ta có thể là đầu tư vào Airbnb ngon hơn, hay là đầu tư mình đi làm như thế ngon hơn? Bên cạnh cái việc chúng ta đi làm nó còn nguy hiểm rất nhiều về sức khỏe, đúng không hả chị nhỉ? Nhưng mà lúc đó là có người cũng có chia sẻ cho chị nắm giữ cổ phần đó, nhưng mà chị xem thường, là chị chỉ nghĩ đấy là những cái trò gọi là lừa đảo ở trên điện thoại thôi, mình không để ý đâu ạ. Mình hoàn toàn không để ý em ạ. Nhưng mà đến lúc mà thấy người ta giàu rồi á, bắt đầu bảo ủi, biết thế chắc là lúc đấy em cũng lắm bắt một chút ít, thì bây giờ chắc là em không phải đi làm thuê nhỉ. Nhưng mà cơ hội đã qua mất rồi, cơ hội đã có đợi mình đâu, hoàn toàn không đợi mình. Đấy, cơ hội hoàn toàn không đợi mình. Nhưng mà mình không nắm bắt thì người khác người ta cũng nắm bắt. Đấy là một cái điều mà sai lầm khi mình trì hoãn, mình không biết tìm hiểu. Mình chỉ cần bớt chút một tiếng đồng hồ để mình khao khát, để mình tìm hiểu một cái cơ hội. Là tại làm sao đi làm thuê thì không bao giờ giàu. Đấy, đi làm thuê thì chắc là không bao giờ giàu được em Quý ạ. Đấy, chỉ có đầu tư mới có thể là giàu được. Muốn giàu thì phải đầu tư. Đấy, đầu tư là gì? Với một cái số vốn mà mình chắt bóp thì mình gặp cơ hội, mình nắm bắt, thì mình có thể là nhờ vào cái sức mạnh của tất cả những các tỷ phú thế giới, thì mình có thể là nhờ vào cơ hội đó thì mình có thể là thoát cái cảnh gọi là làm thuê. Đấy, còn đi làm thuê thì bao giờ giàu đâu. Em chưa thấy một cái thương vụ là đi làm thuê mà giàu được, đúng không em? Đúng không? Đấy. Nên là và qua thời gian học hỏi thì em Quế thấy rằng là ở trong xã hội Mỹ nó phân thành 4 nhóm người tạo ra thu nhập cho xã hội. Nhóm thứ nhất đó là nhóm các anh chị có thể đi làm công. Nhóm thứ hai là anh chị em có thể mở một cái cơ sở làm ăn giống như em Quế. Và nhóm thứ ba các anh chị thấy rằng những cái công ty lớn hay là những cái bạn làm hệ thống kinh doanh ấy, họ có từ 300 nhân viên trở lên ấy, đó là họ đã ở cái nhóm chủ doanh nghiệp. Và nhóm cuối cùng là nhóm đầu tư, đúng không ạ? Thì mỗi người sẽ có một cái vai trò riêng và chúng ta tạo nên cái xã hội này. Chị hỏi một chút. Tuy nhiên rằng là ở cái nhóm làm công và cái nhóm tự làm chủ đấy, chúng ta rất là vất vả, phải dùng thời gian, dùng sức khỏe của chúng ta để đổi lấy một cái đơn vị, đó là tiền. Tuy nhiên là tiền thì xã hội thì nhà nước họ in ra, có thể là in thêm rất là nhiều lần, trong khi đó sức khỏe và thời gian của chúng ta là nó có hạn. Thành ra là nếu mà chúng ta cứ làm như thế để đổi lấy tiền thì đó là một cái bài toán không cân sức. Và trong cái nhóm là làm công và nhóm tự làm chủ đó, tuy rằng họ chiếm đến 95% dân số, nhưng mà tổng tài sản họ sở hữu chỉ khoảng 5% thôi. Trong khi đó ở cái nhóm bên phải của Kim Tứ Đồ, đó là nhóm chủ doanh nghiệp, và cái nhóm là đầu tư, họ chiếm đến 95% tài sản. Đó, thì tiền thì phải kiếm được ở nơi có nhiều tiền, đúng không ạ? Và chúng ta muốn đi đào vàng thì chúng ta phải đến có nơi có nhiều vàng, thì chúng ta đào thì chúng ta mới được nhiều vàng, đúng không ạ? Đấy, thì nếu như các anh em không có khả năng mình tự làm chủ, không có khả năng làm chủ doanh nghiệp, đó, thì chúng ta đang làm việc gì thì chúng ta cứ làm việc đó thôi, và chúng ta sẽ trích ra 10 đến 20% thu nhập của mình, chúng ta mang đi, chúng ta đầu tư, chúng ta tạo cho tiền một cái sự nghiệp, nó sẽ làm việc cho chúng ta 24/24 và nó đẻ theo dây chúng ta nếu như mà chúng ta có một cái cơ hội đầu tư tốt, đúng không ạ? Và chị Khuyên có gửi cái lời gửi gắm gì đối với các anh chị em đang có mặt trong livestream này không ạ? Cho chị hỏi một chút là chị hỏi em Quế,
khi em mở ra một chị thì chị chưa làm doanh nghiệp bao giờ đấy, vì là thứ nhất là chị bỏ cái số vốn rất nhiều như vậy thì chị sẽ thấy là nó rất chi là áp lực à. Đấy, như chị hỏi em là em mở ra một cái xưởng may của em như vậy, em có thấy áp lực không, và em có bỏ ra, thứ nhất là em làm gọi là để cho bao nhiêu công nhân để phải gọi là vận hành cho mình, em thấy có áp lực không em, hay là em lựa chọn cái công nghệ đầu tư làm sao để cho mình không được áp lực. Em theo chị nhìn em thì em sẽ lựa chọn một cái công nghệ nào để nó là cho mình có một chút gọi là đỡ nhiều áp lực. Thực ra thì trong mỗi thời điểm thì chúng ta sẽ có một cái lựa chọn. Khi mà mình chưa có cơ hội đến thì chúng ta sẽ phải có những công việc riêng của mình. Bất kỳ ai đều phải có cái công việc riêng của mình, đúng không ạ? Và bên cạnh cái việc mà chúng ta làm cái công việc của chúng ta có thu nhập thì nếu như mà cơ hội đến thì chúng ta nắm bắt thôi. Bởi vì chúng ta đi làm, chúng ta biết rồi, đi làm thì sẽ có thu nhập. Và nếu như mình không đi đầu tư thì là mình phải dùng sức khỏe, dùng thời gian của mình để đi kiếm tiền. Và nó là một cái bài toán không cân sức khi mà tiền luôn được in ra. Cái cách làm thông minh hơn đó là chúng ta phải biết cách đi đầu tư. Thì trên thị trường đầu tư có rất là nhiều mảng. Và các anh chị em khác họ có thể kiếm được tiền ở những cái mảng khác. Tuy nhiên là khi mà em lựa chọn đến với lĩnh vực đầu tư cổ phần doanh nghiệp, đó là em đã dùng được cái sức mạnh của cả một doanh nghiệp và chúng ta tạo được cái giá trị cho xã hội. Đó có nghĩa là chúng ta sản xuất ra hàng hóa, sản xuất ra sản phẩm, tạo giá trị cho xã hội và xã hội sẽ trả lại tiền cho chúng ta. Thì đó là cái cách làm tại cái thời điểm này mà em Quế thấy rằng nó rất là thông minh. Đúng không ạ? Chúng ta không cần mở ra một doanh nghiệp nhưng mà chúng ta cũng được sở hữu một doanh nghiệp. Còn nếu như ai đó mà mình vừa được sở hữu doanh nghiệp của mình vừa sở hữu doanh nghiệp của người khác, đó cũng là điều rất là tuyệt vời, đúng không chị ạ? Rồi, và Và em thông minh quá, thật sự em rất thông minh. khi mà mình mở ra doanh nghiệp thì mình biết cách để lựa chọn những cái doanh nghiệp nó tiềm năng, đúng không? Ví dụ như là khi mà em Quế đi vào trong Phú Quốc, em Quế mở cửa hàng ăn. Ở thời điểm đấy thì em Quế không có nhiều cái kỹ năng trong cái ngành nấu ăn đó. Và nếu như em Quế chọn lựa cho mình là góp vốn vào một cái nếu như mà mình có nhiều tiền nhá, mình có thể thuê những người giỏi về làm việc cho mình. Nhưng mà hoặc là mình có thể là đầu tư vốn của mình cho những người giỏi người ta đang cần vốn, thì đó cũng là cách làm rất là hay. Đúng. Đấy thì em thấy rằng đầu tư cổ phần doanh nghiệp thì nó sẽ nhàn hơn, mình không phải vận hành mà mình vẫn có cái lợi nhuận từ doanh nghiệp, thì đó là cách làm thông minh hơn. Đúng. Đúng. Và em có thấy rằng là ngay cả khi mình có một doanh nghiệp mà mình cứ đầu tư toàn bộ tiền của mình vào cái doanh nghiệp đó để tái đầu tư, thế chả là bởi vì thế giới này nó thay đổi rất là nhanh. Khi mà mình dồn quá lớn vào cái doanh nghiệp của mình, lỡ cái doanh nghiệp của mình nó gặp sự cố thì có phải mình sẽ mất hết không? Đúng rồi, đúng rồi. Và các anh chị em ở trong cộng đồng của em Quế thì cũng có rất là nhiều chủ doanh nghiệp và họ đã biết đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của mình. Đó. Tái đầu tư cho doanh nghiệp họ thì họ vẫn đầu tư bởi vì nó đang tạo ra dòng tiền cho họ. Nhưng mà họ biết đầu tư sang doanh nghiệp khác, những cái lĩnh vực đi trước đón đầu. Đấy. Và sau này khi nếu như cái khoản thu nhập đó nó lớn hơn rất là nhiều so với việc họ làm doanh nghiệp thì họ có thể nghỉ hưu. Đấy, ví dụ như chị em mình có rất là nhiều tỷ thì chị em mình cũng có thể nghỉ hưu, không cần phải làm việc nữa, đúng không ạ? Đấy. Và làm doanh nghiệp thì nó rất là vất vả, các anh chị phải Đúng. hàng hóa, phải quản lý nhân viên, rồi quản lý rất là nhiều thứ, rất là đau đầu. Đấy thì chúng ta cứ làm công việc của mình thôi và chúng ta trích một phần ra, chúng ta đi đầu tư vào các cái doanh nghiệp khác để chúng ta tạo được cái dòng tiền bền vững, Đúng là thì chúng ta sẽ nhàn hơn, sẽ có thể là đi bất cứ nơi đâu mình muốn hoặc làm bất cứ điều gì mình thích mà mình không phụ thuộc đúng vào thời gian. Đấy, không phải đặt mình vào trong cái công việc nữa, đúng là phụ nữ thời hiện đại không ngại kiếm tiền, em không phụ nữ thông minh đấy, phụ nữ thông minh là như vậy đó, mình làm việc thông minh và đầu tư thông minh và kiếm tiền thông minh, cuộc sống của chúng ta cũng một ngày một thông minh ra, đúng không em? Đấy, cũng như là 15 về trước thì chúng ta có thể dùng cái cục gạch, và chị nhớ cái câu chuyện của chị, và chị dùng cục gạch, thế xong rồi chị đi làm việc đó, bà chủ nhà chị cho chị một cái iPhone 4, và lần đầu tiên được lắp cái SIM vào cái iPhone 4 đó,
Úi dồi ôi, thấy được xem được cả phim à? Xem được cả phim à? Một đêm thế là thôi giết của phim, thế là mất 4 triệu tiền phí em ạ. Đấy là cái câu chuyện mà mình là người phụ nữ không hiện đại á thì mất tiền oan, nó là như vậy. Đấy, nhưng mà khi nào thì iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, iPhone Pro Max bắt đầu xuất hiện thì bắt đầu là cái điện thoại của chúng ta đang dùng hiện nay, cổ phần của cái iPhone này cũng bắt đầu một ngày một gia tăng, một ngày một có giá trị, một ngày tài sản, một ngày một lớn dần, một lớn dần. Nhưng mà lúc đấy mình có biết đường để sở hữu đến một cổ phần của cái iPhone hiện nay chị ta đang nói chuyện đâu, hoàn toàn không biết à, đúng không em? Đấy, đấy là cái điều mà chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội. Chị có một người bạn đã chia sẻ cho chị là em ơi, sở hữu cái cổ phần của gì, của Coca-Cola đi. Chị bảo chị điên à, người ta uống Coca-Cola mình làm gì phải đi sở hữu cổ phần, bạn bị làm sao vậy? Không không không, mình sợ mất tiền lắm, mình sợ mất mất cái đồng tiền mà mình đang làm hiện nay lắm. Như giờ phút này bạn đấy đã là người tỷ phú, bạn đấy đã là một người tỷ phú, khi bạn đi sở hữu có bao nhiêu, bỏ ra đúng một ít tiền để bạn đi sở hữu cổ phần từ lúc doanh nghiệp đang còn kêu gọi và trong một vài năm. Bây giờ giữa chị với người đấy nó là một trời một vực với ạ, một trời một vực đấy, một trời một vực luôn. Nên là khi mình hôm nay nhìn thấy cơ hội cổ phần doanh nghiệp hôm nay, mình không thể bỏ lỡ được. Nếu mình bỏ lỡ phần này nữa chắc phải chờ 100 năm sau mới có được một cơ hội. Em nghe cái câu chuyện của chị khuyên em chợt nhớ đến câu chuyện của anh Lương Văn Vân. Anh đấy là một cán bộ bộ đội, anh đấy làm bên bộ đội chị ạ. Năm 2009 anh đấy kể chuyện anh đấy có công tác bên Campuchia và có một cái người bạn rất là thân mời anh đấy sở hữu cổ phần của Facebook đó. Anh đó bảo là mấy cái đấy nó ảo, mày là ông lừa ai chứ ông đừng lừa tôi đấy. Nhưng mà anh bạn của anh đấy rất là kiên trì, khi mà anh đấy về khách sạn vào lúc khuya rồi anh bạn lại nhắn tin tiếp bảo tôi nghiên cứu kỹ cái cổ phần công ty này rồi, được đấy ông đầu tư vào đây một ít đi đó. Nhưng mà ông nó bảo thôi mày ơi mày lừa ai chứ mày đừng lừa tao, thôi tốt nhất là mày giàu một mình mày đi. Và cho đến cái thời điểm vừa rồi khi mà hai anh em có dịp gặp lại thì chị khuyên ạ. Đó, và anh bạn kia cho anh đấy 50 triệu để mang về mua quà cho các cháu đấy, và rủ anh đấy lên khu Đà Lạt để mua bất động sản. Thì anh đấy bảo là thế mày làm gì mà nhiều tiền thế. Thế xong anh đó mới anh bạn mới bảo là ồ tất cả những số tiền này là nhờ tôi sở hữu cổ phần của Facebook đấy. Thì anh đấy mới cảm thấy rất là ô hồi xưa thế mình đã trách nhầm mình. Và anh đấy anh Vân có anh Lương Văn Vân có hỏi là thế tài sản của ông bây giờ khoảng bao nhiêu tiền, thì anh đấy bảo là khoảng 50 triệu đô la. Anh em ơi, anh em nhân 50 triệu đô la với giá 25 thì anh em thấy là người ta có nhiều tỷ chưa ạ? Quá nhiều, Đó. quá nhiều. Và ngay cả cái việc mà chúng ta lên Google chúng ta search là 200 tỷ phú giàu 200 người giàu nhất Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy rằng ai trong số họ cũng đều sở hữu cổ phần doanh nghiệp. Những người người ta có nghìn tỷ, có vài nghìn tỷ thì người ta hầu hết là họ sở hữu cổ phần doanh nghiệp. Và để các anh em có thể thành công trong lĩnh vực đầu tư cổ phần doanh nghiệp thì để trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, các anh chị em không phải là cứ cứ thấy là người ta bán cổ phần là mình có thể mua, đúng không ạ? Không phải là cứ bán cổ phần là chúng ta mua. Đấy, chúng ta phải có những cái tiêu chí để lựa Đúng chọn. rồi, Đúng không ạ? tiêu chí luôn. Đó, cái vấn đề là hầu hết mọi người đi đầu tư đều thấy rằng anh em bảo là nó đang tăng giá đấy, mua đi ngon lắm và chúng ta nhảy vào chúng ta mua, hoặc là có ai xui có ai mách thì chúng ta đem đi tiền của chúng ta đi chúng ta đầu tư và hầu hết là chúng ta bị mất tiền đó. Nhưng mà để trở thành một nhà đầu tư thì chúng ta cần phải có các tiêu chí đó, có tầm nhìn, có các tiêu chí để lựa chọn thì chúng ta sẽ giảm thiểu được cái rủi ro đi rất là nhiều. Và để đầu tư cổ phần doanh nghiệp các anh chị em ơi, chúng ta sẽ lựa chọn cho mình những cái công ty họ có những sản phẩm tốt, tiềm năng, đi đầu thị trường, đúng không ạ? Đấy là về sản phẩm. Chúng ta phải đứng trên cái hai cái góc nhìn. Thứ nhất là góc nhìn của những người tiêu dùng, liệu những người tiêu dùng họ có dùng cái sản phẩm mà mình đang đầu tư hay không, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là góc độ của những cái chủ thầu. Nếu mà họ bỏ tiền ra họ đấu thầu cái họ sở hữu cái sản phẩm của mình thì người ta có lợi nhuận hay không, đúng không ạ? Đấy là
cái góc nhìn của chủ doanh nghiệp và người tiêu dùng. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải có tiêu chí về cái người lãnh đạo đấy, người lãnh đạo người ta phải có tâm, có tầm, có tài, rồi người ta có tầm ảnh hưởng trong nước và quốc tế, đúng không ạ? Cái thứ ba nữa là chúng ta phải tìm một cái doanh nghiệp họ có pháp lý minh bạch rõ ràng, ít ra cũng phải có kiểm toán, đúng không ạ? Có kiểm toán. Và khi mà đầu tư cổ phần trên IPO thì chúng ta phải đòi hỏi họ có mã chứng khoán để có thể lên sàn chứng khoán, đúng không ạ? Đó, và chúng ta phải tìm hiểu xem chúng ta có đầu tư đúng nguồn hay không, cái trang web nó có đúng nguồn hay không. Thì hiện tại thì em Quế và chị Khuyên đang có một cái cơ hội mà sẽ đáp ứng được các cái tiêu chí như thế. Đó, đáp ứng được các cái tiêu chí như thế. Thì nếu như anh em nào đi làm rất là nhiều năm rồi mà chúng ta chưa có nhiều tiền, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta vận hành doanh nghiệp của chúng ta rất là lâu rồi, rất là vất vả, và chúng ta đang tìm một cái giải pháp nào đấy để chúng ta có thể tự do về tài chính, tự do về thời gian hơn, chúng ta có thể đi đâu đó mà chúng ta không phải suy nghĩ về công việc, đúng không ạ? Thì hãy tham khảo thêm cái cơ hội mà hai chị em Quế đang chia sẻ, đúng không ạ? Có thể nó sẽ là cái cơ hội mà trăm năm mới có một lần đấy, là một cơ hội đổi đời. Ngay cả những người nghèo cũng có cơ hội đổi đời nếu như là những ai đó thực sự khao khát và họ phải có cái niềm tin, đúng không ạ? Và niềm tin nó dựa trên kiến thức, thì chúng ta phải dành thời gian chúng ta tìm hiểu thì chúng ta mới hiểu được. Còn nếu như một số anh em nào cứ đứng ở ngoài nhìn vào, đúng không ạ? Đứng ở ngoài thì làm sao biết trong nhà ta có như thế nào, đúng rồi. Ví dụ chỉ nhìn ở bên ngoài nhà chị Khuyên thì chỉ biết nhà chị Khuyên 3 tầng thôi, làm sao biết nhà chị Khuyên có bao nhiêu phòng, rồi bàn ghế đặt ở vị trí nào, đúng không ạ? Đấy, thì đừng vì cái đánh giá chủ quan của mình mà đánh mất đi cơ hội. Anh em hãy dành thời gian để tìm hiểu sâu hơn, chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi thêm chị Khuyên và em Quế đó, để chúng ta có được cái cơ hội giúp cho chính bản thân mình có được một cái kinh tế vững mạnh trong tương lai. Đấy, để chúng ta có thể lo lắng cho con cái có cơ hội báo hiếu cha mẹ. Đúng rồi chị Khuyên nhỉ? Bởi vì là thứ nhất á, chị em chúng ta bây giờ bố mẹ thì một ngày một già này, con một ngày một lớn này, chị em chúng ta một ngày một có tuổi này, cơ hội làm ăn một ngày một khó khăn này. Nếu như chúng ta không bớt chút một ít thời gian để tìm hiểu cái cơ hội á, mà bỏ lỡ một cái cơ hội á, thì thật sự đấy cũng là một cái điều mà rất chi là tiếc luôn đó. Và cơ hội ngày hôm nay thì đó là rất chi là rõ ràng và minh bạch rồi. Cái quan điểm của các bạn hay là những người thân của nhà em Quế này, hay là những người bạn bè của trang Facebook của em Quế này, hay là những người bạn bè của chị đây, thật sự là có khao khát để muốn là thay đổi. Trong một vài năm tới chúng ta sẽ không phải đi làm việc, không phải đi gọi là lo lắng là ngày mai bão rồi á, không biết là mình có được nghỉ làm không nhỉ. Nhưng mà nghỉ làm thì ngày kia là con mình đóng tiền học rồi thì tiền đâu mà đóng cho con đấy. Đấy, thật sự đấy là một cái điều mà rất chi là xã hội hiện nay đang rất cần cái nhu cầu. Đồng tiền nó rất chi là quan trọng. Đồng tiền có thể giúp chúng ta vui vẻ này. Mình thích cái quần thì mình may quần, mình thích cái thỏi son thì mình mua cái thỏi son để trang bị cho mình một ngày một thấy là xinh đẹp hơn ai. Thì đấy cũng là một cái điều mà thật sự mong mỏi tất cả các cô chú anh chị của em Quế và tất cả các bạn bè trên Facebook của em Quế và tất cả cô chú anh chị ở trên trang Facebook của em và tất cả anh chị em thật sự quan tâm và khao khát để cũng thay đổi chất lượng cuộc sống của bản thân mình và gia đình, thì thật sự hãy inbox cho em hoặc em Quế để chúng em sẽ hết lòng giúp đỡ. 1,2 triệu đối với anh chị, 1,250,000 đối với anh chị, thì có làm cho anh chị là nghèo đi thêm một chút không? Chắc là không nghèo thêm đúng không? Mình ra chợ khi mình mạnh tay mình sắm một lúc hết 1,2 triệu. Nhưng mà 1,250,000 đó cũng sở hữu được một cái tài sản cũng không phải là nhỏ đâu nha em Quế nhá. Không phải nhỏ đâu à. Đấy. Nên là chị rất em thấy rằng là như thế này là chị Khuyên này. Đấy. Vâng. Em thấy rằng là có những cái người nghèo ấy, có những cái người ấy, họ tiết kiệm cả đời nhưng mà họ không có thể để dư ra trong tài khoản của mình lấy 100 triệu đâu. Đúng rồi. Không có đâu à. Không có đâu em. Có những người ấy, họ tiết kiệm rất là nhiều năm nhưng họ không có nổi 100 triệu ở trong tài khoản của mình đâu. Nhưng nếu anh chị hiện tại anh chị xích ra được mỗi ngày là 40.000 đúng không ạ? Mỗi ngày 40.000 trong vòng một tháng anh chị để dành nó xem 1,2 triệu. Khi
cái cổ phần nó lên sàn IPO giá tối thiểu là $4 tương đương 100.000, là anh chị có 80 triệu. Đó là một cái khoản tiền mà em Quế cảm thấy rất là tuyệt vời rồi. Đúng không ạ? Và người giàu là những người mua cho mình những cái cơ hội để làm giàu. Còn người nghèo thì người ta thường là đi kiếm tiền. Và chúng ta muốn có nhiều tiền thì chúng ta phải học theo cách làm của người giàu. Đúng rồi. Đúng không ạ? Và chúng ta phải mua cho mình những cái cơ hội. Đó, cái cơ hội thì nó đến không thường xuyên. Và nếu như mà các anh chị đã đang được nghe em Quế và chị Khuyên chia sẻ về cái cơ hội này rồi, thay vì chúng ta mang xô ra để hứng, đúng không ạ? Chúng ta tìm hiểu, chúng ta mang xô ra để hứng, thì chúng ta đừng có lấy cái gì đó để ngá ngang lại. Đó, hãy dành ra cho mình cái khoảng thời gian 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, thậm chí 1 ngày đi. Đó, để chúng ta có thể nhìn xuyên thấu về cái cơ hội này. Và em Quế với chị Khuyên sẽ giúp cho các anh chị nhìn ra được về pháp lý của công ty, về sản phẩm của công ty. Đó, và về tất cả những gì mà anh em thắc mắc. Đấy, sẽ giúp cho anh chị em có cái tầm nhìn xa hơn một chút để chúng ta có thể sở hữu được cổ phần của một cái doanh nghiệp. Đó, sở hữu cổ phần của một doanh nghiệp. Ví dụ như anh chị em ở thời điểm hiện tại, em thấy là trên ở Việt Nam mình thì lớn nhất đi, gọi là Vingroup đi, cái giá cổ phần nó khoảng là hơn 50.000. Đúng ạ, hơn 50.000, gọi cho là 50.000 đi. Mà anh chị em mua được cổ phần của Vin tại thời điểm anh chị em sẽ phải mua tối thiểu là 100 ở trên sàn, thì anh chị em sẽ phải mua tối thiểu là 100 cổ phần, thì anh chị em cũng phải bỏ ra 5 triệu anh chị em mới được có 100 cổ phần. Trong khi đó anh chị em sở hữu cổ phần của tập đoàn UST, họ ở cái giai đoạn đầu này, anh chị em bỏ ra 5 triệu, chúng ta có khoảng bao nhiêu? 5 triệu là chúng ta cũng có khoảng hơn 10.000 cổ phần rồi đấy. $200 rơi vào 4.200 cổ phần, rất chi là... 4.200 cổ phần đó. $200 mà chúng ta được sở hữu 4.200 cổ phần. Nó gấp 42 lần, nó gấp 42 lần số tiền mình bỏ ra mình mua của Vin. Nhưng mà anh chị em biết sao, khi mà chúng ta được mua cổ phần một cái doanh nghiệp họ có tiềm năng mà lên sàn chứng khoán quốc tế, thì giá cổ phần nó sẽ là tối thiểu là khoảng 100.000, thì nó sẽ lại còn nhân thêm 2 lần nữa là chúng ta sẽ được giá trị lên cả 100 lần so với lại chúng ta bỏ cùng một số tiền đấy mua cổ phần của Vin tại thời điểm này, đúng không ạ? Đấy, thì lựa chọn là của mỗi người thôi, và cơ hội nó đến, anh chị em muốn là thay đổi cuộc sống thì chúng ta tìm hiểu thôi, đúng không ạ? Em Quế à, chị thấy một cái điều này này, tại làm sao á mà các cô chú anh chị, những các bác mà thành đạt á, tại làm sao người ta chỉ có ở nhà á, mà hàng quý người ta sở hữu cổ tức, và hàng năm người ta được sở hữu cổ tức. Đấy, cái điều đấy mới là cái điều mà để cho chị em chúng ta rất chi là tò mò và quan tâm. Tại làm sao mình đi làm tối mai. Thế em lại kể cho chị nghe một câu chuyện ngày cách đây mấy hôm. Em có đi photo tại cái quán photo ở gần nhà em. Em gặp một cái cô cũng đang photo ở đấy. Cô bảo là cô đang chuẩn bị đi du lịch mà rủ chú lại không đi. Thế sau chị em mới hỏi là chị cô ơi, thế cô làm gì? Thế là cái chị chủ bên photo đó, chị mới bảo là em cô chú đấy sở hữu cổ phần của công ty đấy. Đó, thì ông bà đấy nhiều tiền lắm, đi du lịch thì thích đi đâu thì đi, nhưng mà ông thì sức khỏe hơi kém, nên là rủ ông đi, bảo ông không đi thì bà đi một mình. Chị ạ, đấy, khi mà sở hữu cổ phần công ty thì cứ đến hàng quý theo cái lợi nhuận khi mà họ tổng kết rồi thì mình sẽ được chia thôi. Đấy là một cái đẳng cấp nhất trong cái việc kiếm tiền sở hữu cổ phần công ty. Điều mà tuyệt vời của một cổ đông của chị nhá, chị cho em biết cổ đông của chị á, đầu tiên là em đấy nói đi chuyện đến cổ phần thì em đấy bảo chị ơi, em rất cổ phần doanh nghiệp. Và lý do tại làm sao? Bảo là chị, vì anh trai nhà em á chỉ góp vốn đầu tư vào một công ty cám thôi, mà hàng năm mẹ anh ấy đã nhận được bao nhiêu cổ tức rồi, mà không hướng chi tập đoàn của mình là tập đoàn thế giới và phát triển toàn cầu, thì em nghĩ là cái điều cổ tức của nó rất chi là khủng khiếp đó chị ạ. Và chị bảo là wow, chúc mừng em, đúng là một người gọi là thật sự tư duy mở. Khi em mới hiểu được cổ phần doanh nghiệp, và em mới nói tiếp một câu, lý do tại làm sao mà em bỏ lỡ cơ hội gom cổ phần của bia Heineken, và lý do làm sao mà em nghĩ mà chị, chồng em suốt ngày uống bia,
mà sao em không biết mua cổ phần của hãng bia này cho chồng em để chồng em uống đỡ mình mất tiền nhỉ? Đấy, bảo chị, sao em có cái tư duy sao mà tuyệt vời thế? Bảo chị, vì nhà em đã có người sở hữu cổ phần doanh nghiệp rồi, nên là em hoàn toàn khi em tìm hiểu đến cổ phần này, nhà em đã thấy là quá happy rồi. Đấy, chị có biết hiện nay em mở một cái nhà hàng, em phải đầu tư bao nhiêu khoản không? Nào thì tiền điện, nào thì tiền nước, nào thì tiền trả công nhân, nào thì tiền gọi là phụ giúp cho những cái ngày không có khách, em vẫn phải trả tiền công nhân. Nhưng mà khi sở hữu cổ phần thì doanh nghiệp này thì tất cả hiện nay ngày ốm ạ cũng có được nghỉ một cách rất chi là hoan hỷ. Đây nên là em tại làm sao mà em phải tìm chị để em sở hữu cổ phần doanh nghiệp. Như chị cũng bật mí với em Quý là ngày em Quý đó, ngày hôm nay chị giúp được 8 cô sở hữu cổ phần. Chị rất là tuyệt vời. Bởi vì các cô nhà chị á không phải ở gần chị đâu, người ta ở một nơi rất xa. Đấy, nhưng mà khi chị nói là chia sẻ cổ phần doanh nghiệp thì chính em đấy đã gọi là giúp người nhà 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 bạn đấy đồng loạt sở hữu cổ phần doanh nghiệp. Wow, thật sự chị thấy bảo là cái điều mà giá trị chị cho đi thật sự nó quá chứ là happy luôn này em Quế ạ, thật sự vui quá luôn á. Đấy, thế là em Quế cũng cố gắng động viên làm sao á để cho tất cả bạn bè của Facebook của em Quế đó sẽ cùng đồng cảm và cùng gọi làm sao lĩnh hội được cái giá trị như ngày hôm nay chị em ta đang lĩnh hội. Đấy. Chị khuyên này, Ơi. chị khuyên này, Ơi. anh chị em mình mới nhắc đến anh Lương Văn Vần thì có anh Lương Văn Vần đang xem. À vậy. Em chào anh Lương Văn Vần ạ. Anh Lương Văn Vần có thể lên giao lưu với lại hai chị em một chút được Hôm không nay ạ? rất nhiều. Anh có thể comment nếu mà được không Hôm nay ạ? rất nhiều Anh Vần ơi. xem đó. Nhưng mà cái Facebook của ta như là ẩn hay sao á, chị không nhìn thấy nổi à? Chị không nhìn thấy nổi nên là chị vui quá nên là chị chia sẻ, chị cũng chẳng kịp chào cô chú anh chị. Anh chị đang xem trên tường Facebook của chị em chúng ta. Anh Lương Văn Vần là một người đang rất nổi tiếng vì cái việc mà anh đã bỏ lỡ cái cổ phần của Facebook năm 2009. Và em rất là vinh hạnh khi được anh tham gia cái buổi là tham gia cái buổi livestream cùng với hai chị em đó. Và cái cơ hội thì tất nhiên là khi mà chúng ta đi kiếm tiền ấy thì cuộc sống của chúng ta nó cứ bằng 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 thế này thôi đúng không ạ? Và nếu anh chị sẽ gặp một cơ hội nó sẽ giúp anh chị Đấy. bứt phá lên cái tài chính của mình lên Vân được. vân xuất hiện đây mà có mà đây mà. Đấy. Đấy, để em thử mời anh Vân xem có được không nào. Nếu mà anh Vân lên giao lưu với lại chị em mình thì rất là vui ạ chị ạ. Em mình hôm nay phải nói là ôi anh tham gia rồi. À, thật Anh là tuyệt vời. ơi. Xin chào anh Lương Văn Văn Đây nha. rồi, đây rồi, đây rồi. Xin chào các bạn nha. Anh Văn có À. và anh Văn có thể chia sẻ với các anh chị em trong tường của em Quế và chị Khuyên xem là anh Văn bao nhiêu tuổi, anh Văn đến từ đâu và cái cơ hội cổ phần Facebook năm 2009 là như thế nào không ạ? Rồi. Mình xin chào tất cả các bạn. Tên thì các bạn biết rồi. Mình năm nay là 44 tuổi, đang công tác trong quân đội. Vâng. Thì sở dĩ mình biết đến cái UST này thì cũng qua một người bạn giới thiệu. Người bạn này học cùng đại học với mình. Đợt này là Vâng. mình nhất quyết mình không bỏ lỡ như cái người bạn cũng học cùng đại học với mình, học cái phân khúc khác. Bây Vâng. giờ cứ gặp bạn ấy là mình ngại. Vì bạn giỏi quá. Đấy. Bạn ấy giàu quá nên là mình ngại. Ngày trước mình nghĩ sai về cái người bạn tốt của mình. Vâng. Cho nên là đợt này quyết tâm tìm hiểu về cái doanh nghiệp mà chúng ta đang đầu tư bây giờ. Thực ra mình cũng mất 2 tháng đầu vợ chồng mình phục hoặc với nhau, ý kiến trái chiều về cái Skyway này. Vâng. Mình cứ về nhà là tại vì mình làm quân đội nên mình ít về nhà, mà mình về nhà là cứ thấy mình cầm điện thoại mà nghe Zoom với lại là
cầm ngồi vào cái máy tính của gia đình mà mở Zoom ra là vợ là mặt đen rồi, mặt tối lại rồi, không thích rồi. Nhưng mà mình quyết tâm tìm hiểu và bằng cách là cũng hay cố gắng thuyết phục bà xã để vào nghe Zoom và cũng chỉ cho bà xã mình biết rằng là đấy nhá, tiền của tôi này hôm nay nó sinh ra như thế này này vì là thằng cò lớn mình đã đầu tư cho nó này nên nó sinh ra cho tôi được như này, tôi rút ra cho bà xem đúng 5 phút nó về đây này. Bắt đầu dần dần thuyết phục dần dần thì như vậy là bây giờ bá còn hăng hơn mình. Bá lại còn yêu cả hơn mình hả anh? Đúng rồi, cái bí quyết của mình để mở rộng và chia sẻ được cho nhiều người là mình cứ lấy người trong gia đình nhà mình thôi, bên ngoài vào. Có nhiều ý kiến trái chiều, cũng có một câu chuyện này nữa, tức là đầu năm 2009 thì mình vào tham gia và ít, nhưng cuối năm 2009 thì nhiều người trong gia đình tham gia, nhưng có một cặp vợ chồng là ông anh trai thứ hai, sau một lần uống rượu phê phê với nhau thì cũng thuyết phục được anh ấy mở đó. Và anh cũng có đưa tiền cho mình là có $100, thời điểm đấy thì có 2.3 triệu thôi, chưa đến 2.4 triệu bây giờ. Thế thì hôm đấy thì bà chị dâu thì không ở nhà. Thế hôm sau thì bà chị dâu biết tin là ông chồng trộm tiền đi đầu tư. Thế là tối hôm sau là bà chị dâu ra tận cơ quan, cũng gần được gần đến cơ quan nói mình: chú nha, chú đi lừa ai để đi lừa, đừng lừa anh mày. Đừng lấy ăn lừa lấy cơm của cháu. Đúng rồi. Kiếm mãi được bát cháo cho cháu, chú định đi lừa ăn mất bát cơm của cháu. Wow. Thế là nhưng mà thôi chị nói thì được rồi. Thì ngay tối hôm sau anh lại về thăm bên nội, và chị dâu lại chạy sang lại nói, lại chửi anh trước mặt bà nội. Anh tức quá, chạy luôn ra ngân hàng rút trả tiền chị luôn, và cũng cái tiền tài khoản đấy cũng thôi anh ạ, coi như em cho anh. Và cái chỗ này anh không phải đầu tư nữa, em lấy luôn cái mã của anh. Từ tại vì là đợt đấy là 10 tháng, còn 9 tháng em khắc trả. Và cũng nói thẳng với chị luôn, chị có đi nhờ ai để nhờ. Sau này dứt khoát chị đừng đến vay tiền em. Em khẳng định với chị đừng vay tiền em. Và em cũng nói luôn tất cả mọi người trong gia đình đừng có ai giúp chị nữa. Thế là năm 2021 thấy mọi người vào nhiều quá và họ cũng thu nhập tốt. Thực ra thu nhập tốt là từ cái tiền bon nớt ấy. Mình cũng toàn người trong gia đình nhà mình thôi. Mình không muốn chia sẻ cho người ngoài thì nhiều người ngoài người ta nghĩ sai vấn đề. Những người hiểu ra thì mình chia sẻ. Thế là cầm tiền chị ở, chú thím thông cảm cho chị. Chị biết chị sai rồi. Chị cứ nhờ mọi người, ai cũng nói bảo là không được phép của chú Vân thì chị không dám giúp đâu. Sợ chú Vân lại cạch chị là không giúp, sau này khó lắm. Cứ bản này mà dứt khoát em không giúp chị. Thế là nói cũng tương đối là căng, là mốt tuần sau hay tuần sau ông là lại mổ gà mời tôi cố gắng giúp anh, bảo dứt khoát em không giúp anh. Đấy là bây giờ vẫn còn đưa cả con trai ra bảo là giúp mẹ cháu trước cả nghĩ nọ kia, nên là chú phải bỏ qua chứ ngớm gì mà để dai thế. Bảo không, tại sao mà mẹ cháu lại chửi chú trước mặt bà nội, cụ già rồi. Thực ra là người ta bảo đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại, muốn làm như thế để cho nhiều người biết đã. Chắc là đến cuối năm nay bà lại vận động là lại thuyết phục mình một lần nữa để giúp mình, cứ từ từ đã. Anh Vân à, em cũng rất đồng quan điểm của mình thì cái gì mới thì người ta hay chê. Bởi vì chê, nhưng chính người ta chê mình cứ đi vào để mình tìm hiểu, mình lấy thời gian để mình làm thước đo cho cái vấn đề mới đấy. Quan điểm của mình là cái cánh diều ấy nó bay lên cao được, nó phải bay ngược chiều gió. Nói cho các bạn như thế, bay ngược chiều gió.
Nếu con người mà biết xác định được vấn đề, mà biết ngược đi ngược đám đông, khả năng thành công rất là cao. Vâng. Quay trở lại về cái vấn đề mà chúng ta đang đầu tư bây giờ ấy. Chúng ta đang có cả một cái quãng thời gian nó đủ để khẳng định rằng nó là một sản phẩm. Vâng, vâng. Năm 2014 bắt đầu có văn bản pháp lý đầy đủ, căn cứ theo đạo đột shop thì nó cho phép huy động vốn toàn cầu, đúng không? Vâng. Những cái người đi đầu ấy nghi ngờ nó là chắc chắn, cương vị mình nghĩ ngờ đúng không ạ? Nhưng mà đến 2014 cho đến bây giờ 8 năm rồi, không có ai trục trặc một chút nào. Nếu các bạn vào trong cái website của ông Nitsky ấy, rồi làm cái trang web chính thức của chúng ta ấy, các bạn đọc ấy, nó không phải là 400.000 người tham gia đâu, nó gần 2.500.000 rồi, gần 2 triệu cổ đông rồi, chính xác là 2.380.000 ấy. Con số tăng trưởng rất nhanh. Không ai trục trặc gì đâu, không ai trục trặc gì đâu. Không có ai có một bất kỳ một cái ý kiến gì, chỉ có những người ngoài họ ở ngoài mà họ nhìn vào thì họ thấy vấn đề thôi. Và anh em các nhà đầu tư đang rất là cảm thấy là mình may mắn quá, khi mà được sở hữu cổ phần của công ty, đúng không? Năm 2015, các bạn biết là năm 2015 cả một nhà nước Litva đẩy cái người đứng đầu của cái tập đoàn ta gọi là trục xuất ra khỏi nước, đúng không? Trục xuất ra khỏi nước. Đến năm 2017 cái ông chủ tịch tập đoàn chúng ta, như mọi người xem cái tiểu sử ấy đã biết đấy, lật lại thế cờ. Đã. Chính phủ bên kia phải đền bù danh dự, đền bù uy tín, mất 10 triệu euro. Vâng. Đúng không ạ? Chính xác, có văn bản để tập pháp lý đầy đủ. Vâng. Đúng không? À, theo như em... Cái gì nó thăng trầm, nó lên. Cái chuyện gì mà là đối thủ nó chơi nhau chuyện bình thường. Theo như anh Vân ạ, theo như em nhận định, nếu như không có cái trận Litva vừa rồi ạ, và không có trận Covid ạ, thì anh em ta không bao giờ được trở thành một cổ đông. Không bao giờ có, thật sự mình cũng phải cảm ơn cái thằng Litva này. Nên là... Cái Covid này mình cũng cảm ơn. Thế cái vụ là 1.000 ăn được 120.000 kia này, các bạn mua được nhiều không? Vâng, đấy. Cái đợt khuyến mãi mà 1.000 ăn được 120.000 này, các bạn mua được nhiều không? Ô, lúc đấy... Em mua thời điểm 1.200 mà được có 96.000 nha. Thế đợt 120 thì nó qua đi và em mới mua đợt sau này. Anh Vân thì là đầu tư sớm hơn nên là anh Vân có những cơ hội tốt hơn. Cái đợt đấy mình nhận ra vấn đề, xong là cái kinh tế gia đình trục trặc. Kinh tế gia đình trục trặc tí. Nhưng mà mình cũng vận động được một số người trong bên ngoại. Chính bên nội thì còn là không có nhiều, nhưng bên ngoại là nhiều người bán trâu đi. Và cũng có người là bán cổ thông đi để mua. Có người mua một phát 5 gói, 5 gói 5.000 đấy. Và mỗi 1.000 là được 120.000 đấy. Anh Vân à, em kể mua được nhiều. Một câu chuyện đấy nhá, bản thân em này. Em trời rét một độ đó. Em đang ở bên thị trường Macau. Và em đứng ở giữa gần cái bờ biển đó anh. Em giật quần áo bằng tay, rửa bát bằng tay, lau nhà bằng tay. Em bảo là thôi, hôm nay tao cứ cho mày sai tao đủ mọi trò đi. Mục đích của tao là kiếm tiền để làm gì? Tao dịch chuyển những đồng tiền vất vả này sang để tao mua cổ phần. 1-2 năm nữa tao sẽ làm chủ, tao sẽ giàu hơn mày rất nhiều. Nên là mày nói của mày, tao sẽ bẹp. Em dẫn một phát lên chân ngay, em không thành vấn đề cơ mà anh. Đấy. Và em làm tí, em bảo là lợi nhuận là ngay từ lúc mua chứ không phải lúc bán. Anh ạ, bán nó đồng giá như nhau có phải không anh? Nhưng mà quan trọng là anh lúc anh mua là cái giá chiết khấu được bao nhiêu. Đấy, sau cũng 1.000 đô mà anh mua được 90.000 cổ phần. Cũng 1.000 đô bây giờ anh chỉ sở hữu được có một nửa cái số đấy thôi. Thì em hỏi anh là
lợi nhuận là ngay từ lúc mua hay là lúc bán? Chắc là ngay từ lúc mua rồi anh ạ. Đấy, nên là mình phải lựa cái cơ hội. Tại làm sao mình đồng tiền bỏ ra ít nhưng mà sở hữu cổ phần được nhiều. Đấy, nên là mình thời buổi hiện nay thông minh rồi. Các nhà tỷ phú á, người ta cũng gọi là lựa cái cơ hội đấy để người ta có thể là lắm bắt, để người ta trở thành một tỷ phú. Nên là mình cũng có thể là học mót từ các tỷ phú. Làm gì? Mình cũng lựa cơ hội khi thị trường mà có cái chiết khấu cao. Em sẽ lỗ lực cả đời không bằng một lần lựa chọn đúng. Em lựa chọn một cơ hội đúng là em thắng đã anh ạ. Đấy, em nghĩ là thế. Đúng là rồi. Em là có một cái câu nói rằng là gì nhỉ, bạn có thể mắc sai lầm rất là nhiều lần nhưng mà chỉ cần đúng một lần là đủ, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta có được cái lựa chọn đúng thì cuộc đời chúng ta sẽ sang cái trang mới thôi ạ, đúng không ạ? Và em cảm ơn cái sự giao lưu của anh Vân nha. Em chúc cho anh Vân một buổi tối thật là bình an và có thể trao được nhiều những giá trị cho những người xung quanh mình nha. Mình cũng xin cảm em ơn. Cảm ơn anh Vân nha. Mình xin cảm ơn hai bạn. Chúng ta hãy động viên nhau, động viên nhau và tranh thủ chia sẻ cho được nhiều người và tranh thủ sở hữu được thật nhiều cái cổ phần này. Có một là thứ theo như mình nghĩ ấy, nó cả ngàn năm mới có một lần. Nhưng mình đã nhìn thấy nó sáng sủa như ban ngày rồi. Bạn đoán nhất. Chia sẻ được cho những người khác là cái lỗi của mình, đặc biệt là người thân của mình. Tất nhiên là họ cũng có ý kiến nọ, ý kiến kia. Cái quan điểm của mình là mình không bao giờ mình thuyết phục. Mình không bao giờ mình thuyết phục ai. Mình bảo là tôi cảm thấy tôi muốn tốt cho bạn, tôi chia sẻ thôi. Còn bạn đầu tư công việc của bạn. Bởi vì người thân gia đình mình vẫn chỉ tay vào trong túi của bạn, người ta móc tiền ra, người ta đầu tư cho bạn đâu. Nói thật như thế. Mà bạn nghe được thì không nghe được thì thôi. Xin nhớ lại một câu, nói thật với mọi người một câu, kể cả nói trước hàng nghìn người cũng phải nói câu này. Một cái chợ nhé, chợ phiên của bản ấy, thiếu một ông mèo không đi chợ ấy, thì hôm nay cái chợ buổi chủ nhật nó vẫn đông mà. Ôi, cảm ơn. Đúng không? Cổ phần Quang. Và cổ phần thì có giới hạn thôi ạ. Nếu như đúng mà rồi. Chúng ta không sở hữu thì cũng có người khác sở hữu. Nếu Việt Nam không mua thì quốc tế họ cũng mua. Đúng rồi, đúng. Và nếu nó như sắp quốc hết tế rồi. Không thì mình mất. Sắp hết rồi anh ơi. Thật sự là nó mất sắp hết rồi đấy. Nó không còn nhiều nữa đâu đấy. Nên là nó được bán ra ngoài có 1/3 trong tổng số 30, đúng, 1/3 trong tổng số là 400 tỷ cổ phần kia, đúng không ạ? Mà nó bán xuống từ năm 2014 cho đến bây giờ. Mà bây giờ là của nó là còn giá đến 14.3 rồi. Cái giai đoạn 14.3 này 1.000 được có 25.000. Vâng. Không cẩn thận là qua Tết cho nó sang luôn 15 rồi, mình chả biết đâu được. Anh Vân ơi, em vẫn có một cái điều trắc trở thế này là anh. Em trắc trở lắm à. Em không muốn một mình em có tiền đâu à. Em muốn là cả gia đình nhà em có tiền, em tham lam anh hỏi. Em muốn cả gia đình nhà em có tiền à. Em muốn cả những bạn bè thân thích của em đều có tiền à. Nhưng mà em trao cơ hội á, người ta cứ từ chối em. Người ta bảo là giàu thế cũng chẳng đến lượt mình. Mà thế sao cơ hội thế sao không nắm bắt đi. Như em bảo là nếu như chị không nắm bắt thì sẽ không đến lượt chị. Đấy, bởi vì chị không nắm bắt, em mới có cơ hội để chia sẻ cho chị ngày hôm nay. Đấy, nhưng mà người ta vẫn hoàn toàn không để ý đến lời chia sẻ của mình. Nên là thật sự, em cũng bảo là ngày hôm nay em có chia sẻ cho chị, nhưng mà chị hoàn toàn không để ý đến cái cơ hội của em. Thì rất khoát một năm tới, em khẳng định với chị, em sẽ là người có tiền và rất tự do về đồng tiền, tài chính. Thì lúc đấy chị cũng có thể không được trách móc em một điều gì là em ích kỷ. Vì em có chia sẻ cho chị chứ không phải em không chia sẻ. Hiện nay em đang làm cái loa để chia sẻ thế này. Đấy, em chia sẻ cá nhân thì người ta không đón nhận, là người ta không tin em à. Nên bây giờ em bảo là hôm nay em phải nên làm cái loa để em thông báo để cho tất cả những anh em bạn bè của em á nghe được cái lời thông tin này của em á. Hãy cố gắng tận. Cái người Việt Nam của mình ấy. Cái người Việt Nam nó thở đấy các em ấy, cái người Việt Nam mình
vì là bị quá nhiều các cái sân sàn tài chính, nó móc túi, đúng không? Nó móc túi, họ mất tiền nhiều rồi, nên họ sợ. Họ sợ, đó là điều hiển nhiên. Nhưng mà họ sợ mà mình cũng sợ theo họ ấy, thì suốt đời mình cũng phải làm thuê cho đồng tiền suốt thôi. Đúng vậy anh. Mình phải mạnh mẽ lên, mình tìm hiểu kỹ, đạt được ý định của mình, đạt được yêu cầu của mình, mình lấy thời gian để mình chứng minh cho nó như thế nào, nó như thế kia. Thế là bây giờ của mình như này, suốt ngày hồ sơ pháp lý nó quá là đầy đủ rồi, mình có cả 60 người đi đi về về mấy lần liền sang tận cái thú phu nó bên kia rồi, đúng không? Thế bây giờ lại có đoàn đi tiếp sang bên kia nữa, thì mình còn ngại cái gì nữa? Dự tính là đến tháng tới này anh có đi tiếp không? Anh có đi được không anh? Hả? Anh đến tháng 2 anh có sang bên UAE để thăm tập đoàn chúng ta không? À, anh công năng cho bên quân đội thì anh không đi được. Anh không đi được hả? Vâng ạ. Ôi, cái nhóm của anh trên này thỉnh thoảng giao lưu với nhau, tí anh gửi cho cái video. 1, 2, 3, vô Skyway. À, xin chia sẻ với anh chị em một cái tư duy như thế này ạ. À, hầu hết là mọi người, bởi vì mọi người không có tư duy đầu tư, ở nước ngoài thì người ta đầu tư khoảng 60-70% dân số, nhưng mà Việt Nam mình chỉ có một lượng rất là nhỏ, khoảng 3-4% là những người đi đầu tư thôi. Đúng rồi. Và khi các anh em chia sẻ cho họ cái cơ hội này, họ bảo là ngon thế thì làm gì đến lượt mình. Đúng rồi. Hầu hết mọi người sẽ nói là như vậy. Đúng rồi. Nhưng mà theo thống kê rằng là có 82% các tỷ phú là tỷ phú tự thân, có nghĩa là họ tự phấn đấu lên, họ thành tỷ phú đô la đấy. Và họ chiếm đến 82%. Và cơ hội thì nó dành cho tất cả mọi người, cái quan trọng ai là người nắm bắt nó, đúng không ạ? Ví dụ như Bitcoin năm 2009 nó cũng dành cho tất cả mọi người, ai là người nắm bắt tại thời điểm đó và giữ thì họ sẽ trở thành tỷ phú, đúng không ạ? Có rất nhiều các bạn trẻ đã trở thành tỷ phú từ cái cơ hội đó, hoặc là có rất nhiều các cơ hội khác nữa, quan trọng là mình có nắm bắt nó hay không. Cái số vốn rất là nhỏ mình có thể làm mất được, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình. Đấy, mình có thể tìm hiểu, thò một chân xuống dưới để kiểm tra độ sâu của dòng nước nó như thế nào. Nếu nó ok thì mình tiếp tục, còn không ok thì mình mất một tí không sao cả. Đúng không? Đấy là cái tư duy của những người mà người ta dám chấp nhận những cái gọi là rủi ro để người ta có thể có được một cơ hội tốt. Và trong kinh doanh thì quảng cáo thì nói chung ai mà chẳng phải nói tốt, đúng không? Cái quan trọng là sự trải nghiệm của mình. Đúng rồi. Mình có thật sự cảm thấy nó tốt hay không? Đấy, thì mình phải tự là người mình đi chứng minh nó. Đó, mình chinh phục mình. Đó, và quyết định là do mình. Đúng rồi. Nên là đấy thì là do mình. Quyết định là do mình. Mình không cần tin bố con ai hết, mình cũng không cần ai. Chả cần tin anh. Cảm thấy bởi vì ý định của mình tất cả các anh em đều nghĩ rằng là ai chả nói tốt. Khi mà họ đã thích thì họ nói tốt thôi, nhưng mà cái quan trọng là mình tìm hiểu, mình thấy ok thì là mình xuống tiền. Còn mình chưa biết thế nào thì mình xuống 50 đô nó bao nhiêu tiền đâu. Nhưng nếu mà nó thành công nó là 80 triệu, nó là 800 triệu. Chính xác. Không biết các bạn cái bí quyết của các bạn chia sẻ mọi người để nghe theo mình như thế nào. Nhưng mà mình cũng mạnh dạn mình chia sẻ các bạn là cái cách của mình chia sẻ mọi người như thế này. Hiệu quả. Mình cảm thấy là hiệu quả. Mình toàn là chia sẻ cho mọi người trong gia đình. Sau đó là ví dụ như là mình chia sẻ cho chị gái chẳng hạn. Thuyết phục được chị gái mở rồi. Chị gái mở, chị gái đầu tư 50 đô. Vâng. Thì mình cho chị gái xem luôn trên tài khoản của mình. Vừa đầu tư xong phát nó sinh ra. Xong mình lại lên trên cái VinaX ấy. Mình vâng. bán. Mình bán, mình đưa tiền cho chị gái luôn. Đấy. Và mình hướng dẫn chị đây mà, vì người trong gia đình đi đâu mà mất nó vâng. sang xuống nia không vâng. quan trọng vâng. xong là mình để chị ấy, chị gái thuyết phục ông chồng này thuyết phục ông chồng xong rồi để ông chồng cũng mở được rồi thì ông chồng lại đầu tư 50 đô lại sinh ra luôn tiền của chỗ chị gái mình đấy. Xong rồi lại chạy sang mình rút lại đưa tiền cho ông chồng luôn đấy. Chứ chị gái mình không giữ đấy. Mình cứ làm thế, tại vì trong một gia đình mà thì nhiều người cũng cứ thấy tiền nó sinh ra như thế, cứ thấy tiền như thế, và lại lấy cái đấy, lấy của vợ xong góp của chồng, lại cộng vào đủ 50 đô, lại đầu tư như thế, thì bắt đầu là nó dễ nói chuyện hơn. Cái đấy là thóc thật. Thóc thật, đúng không?
Và trong gia đình họ cứ cha truyền sang con lại truyền sang cháu như thế thì là nó thấy thóc thật luôn anh ạ. Thế thì khi mà vào buổi Zoom ấy, cái điều tuyệt buổi Zoom thì những cái người trưởng nhóm hoặc là cái người ấy mình bảo họ là phải vào nghe. Thì khi mà mình vào họ vào nghe là mình cứ xung phong mình phát biểu đi để họ khỏi nghi ngờ của mình. Mình cứ xung phong mình phát biểu tâm tư nguyện vọng của mình, đây là thầy giáo của mình ở trên đấy, cứ nói đây thầy giáo không biết cần là UST hay là ông nào ông kia đấy, thầy lợi tôi ấy, chính kia là cô thơ đấy, cô giáo của tôi như thế. Và mình cũng xung phong mình phát biểu để cho họ cùng nghe, mọi người cùng nghe. Có khi và của mình thì mỗi một lần mình về thì cái tivi to ấy thì bây giờ nó bắt được được wifi và nó bắt được YouTube, mà mỗi một lần là họp Zoom thì họ phát trên cả YouTube thì mở luôn to cho cả nhà xem, không cần xem cái điện thoại nhỏ. Vâng. Nhưng mà khi mình phát biểu thì mình phải dùng cái điện thoại nhỏ và cái hình ảnh của mình mở to luôn cho cả nhà xem. Có phải là nó thuyết phục tốt không? Rất tốt. Mà không nên để mỗi người ở một nơi để xem, nó không có hào hứng. Mời sang bất ấm chè, một vài đĩa hoa quả cùng xem. Anh nào thèm rượu đó, tôi lấy mấy rượu lít Bắc Hà. Thảo luận cái vấn đề. Ngồi cùng xem. Với lại đặc biệt nhé, trên các kênh như ngày trước thì bây giờ đang là Vũ. Ngày trước là chỗ Gia Linh thì bây giờ thì ít phát. Cái người đấy là quân, cái người là người rất là nghiên cứu chuyên sâu về cái đấy. Nên là mỗi lần người ta live stream ấy, là mình chia sẻ cho họ cùng xem. Và Gia Linh thì mình vừa live stream trên Facebook và vừa phát trên YouTube. Tốt nhất là phát trên YouTube. Và phát trên YouTube mình mở TV to cho họ xem, nói thật to cho mọi người xem. Người ta muốn bàn chuyện nọ chuyện kia cũng không bàn được, tại vì TV nó nói to rồi. Em tập trung nó to hơn. Em có thể cần biết một chút này. Cái lúc mà em vẫn còn đang làm việc bên Macau đó, em có làm việc cho một cái ông chủ nhà em ở bên Macau á. Thì hai ông chủ, một ông chủ á, thì nắm giữ cổ phần của Tecla. Anh ạ, ông ấy thì cứ ăn xong ông làm ra để xem TV và dùng điện thoại. Em bảo chứ quay cái ông này làm cái gì mà cứ suốt ngày ăn xong làm ở TV mà lại xong lại đi du lịch thế này. Mà còn cái ông kia thì đi làm từ 8 giờ 4 giờ sáng làm đêm chứ, đến tận thông ca luôn, đến tận 4 giờ chiều mới về. Anh ạ, mà tiền cũng chỉ đủ tiền là đóng tiền nhà này, cho tiền con ăn học này, lọ kia đẹp khác. Tại vì cái ông chủ mà người nhà giàu á bảo em là bạn ơi, bạn hãy sở hữu cổ phần Tecla đi. Lúc đấy thì em mới bắt đầu mày đừng đi làm thuê nữa. Thế em bảo là cổ phần Tecla là thế nào hờ chú. Thế xong rồi ông mới đưa cho em cái bảng là đây, cổ phần Tecla là cổ phần chuyên về xe đạp điện. Thế thì em mới hỏi là ô thế cổ phần thì có cái giá trị như vậy à? Nếu thật sự mày muốn thoát cảnh đi làm thuê á, mày nghe chú sở hữu ngay cổ phần doanh nghiệp. Wow, thật sự đấy mới là cái điều bắt đầu là em so sánh hai ông chủ. Một ông chủ đi làm từ 4 giờ sáng và một ông chủ cứ làm ở nhà xem điện thoại và bắt đầu đi du lịch. Em bảo chứ, wow, đúng là hai cái cuộc sống như là một trời một vực anh ạ. Như một trời một vực luôn. Thằng đầu em lại so sánh cái cuộc đời của em. Nếu như ngày hôm nay em không nắm giữ cổ phần doanh nghiệp thì chắc em cũng phải làm việc đến lúc em 60 tuổi. Anh ạ, làm việc đến 60 tuổi. Và em được một chút ít tiền về đến nhà. Em lo lắng vợ con cho con em. Bắt đầu sinh cháu ra. Bắt đầu em lại làm đầy tớ cho cháu của em. Làm đầy tớ cho con của em. Và bắt đầu lại bế cháu. Bắt đầu lại làm một người gọi là bảo mẫu lần thứ hai tiếp theo nữa. Thì em nghĩ là đến bao giờ mới tự do tài chính đây? Ủa, thật thấy nghĩ mà thấy nó rất chi là bề bộn, rất chi là mâu thuẫn luôn. Và em bắt đầu nghe ông chủ của nhà giàu kia sở hữu cổ phần. Em cũng như các anh chị nhà em bây giờ, khi người bảo trợ của em chia sẻ cho em á, em có thèm để ý đâu, em có thèm nhét tin nhắn đâu mà. Thế là bạn bảo trợ em bảo thế sao chị không nhét tin nhắn của em, bảo là ủa chị không quan tâm. Đấy, chị không quan tâm mà. Cũng như người nhà em hiện nay và bạn bè của em hiện nay, em gửi tin nhắn á, có khi 7 ngày người ta không nhét tin nhắn của em à. Thật sự rất chi là buồn và rất chi là muốn hết lòng hết dạ để chia sẻ cái cơ hội này.
Thực để ra là đóng sở hữu cổ phần doanh nghiệp. mình cũng liên tục mình đặt cương vị, mình phải đặt cương vị mình là người ta. Vâng, đấy, vì vì cũng như em Tiền nó không ngày phải xưa. là mớ rau mớ cỏ, Vâng. đồng tiền nó không phải là vỏ hí. Vâng. Người ta cũng lo, Người ta cũng no một mà. ngày cũng kiếm được một đồng, Vâng. đúng không? Trong Người ta khi đó là gói nhỏ nhất bây giờ ông vào 1 triệu là 270 mấy nghìn, 1 triệu 240 mấy nghìn sao ạ? Trời ơi. Lúc này Nên mà là người ta cũng lo mất hơi tiền. nhiều tiền đó. Anh ạ, hơi bị ghê răng Ừ. Đúng rồi. Mình cũng em kể một chút nữa, ngoài cái việc mất cơ hội của Facebook ngày trước, có gần gần đây, nói là mất cơ hội cũng không phải, vì là đợt đấy cũng tập trung vào UST rồi. Năm 2020 thì cái vâng. năm đấy là năm Covid tương đối là Xin hoành chào hành, chị nhá. Chị ơi, bây thì giờ mình được phân công đi làm trực Covid của anh em ở một cái trạm. vâng. Thì cái trạm đấy là cũng có các anh em ở một cái công ty Đức Giang, Vâng, đấy, công ty bột cái giặt công Đức. ty chuyên sản xuất ra bột giặt gọi là các chất tẩy ấy. Hai anh em nằm cùng chung một cái giường, Vâng. cái trạm đấy. Đêm nằm ông ấy có chia sẻ mình là bây giờ cái giá cổ phiếu của Đức Giang của bọn tôi nó đang rẻ, ông có mua hỏi bà bao nhiêu, bảo là có lúc nó xuống thấp là 47.000 một cổ phiếu. Thế thì mình bảo ui giờ tôi cũng không có tiền, nhưng mà rõ ràng trong túi đợt đấy nó cũng có được mấy triệu, tại vì người ta ủng hộ tiền đi làm Covid đấy. Vâng. Đúng. Không mua, biết đợt đấy mua thì bây giờ lãi gấp 3 lần 4 lần. Tại vì Vâng. là giá cổ phiếu hôm qua mình xem cổ phiếu của Đức Giang ấy nó lên 180 mấy nghìn. Ồ đúng đó anh, đúng đó anh. Đúng đó. Đấy, Đấy. này, vâng. Ông ấy có phân tích cho anh nghe như này nhé. Ông bảo là tôi nói với ông bạn này, con người còn sống thì còn phải sử dụng đến xà phòng. Vâng. Con người còn sống thì phải còn sử dụng đến chất tẩy. Mà cái công Vâng. ty này giờ nó là quyền về chất tẩy, Vâng. chuyên sản xuất chất tẩy các loại mà nó phát triển mạnh không, chắc chắn là ăn hơn nhiều. Đừng có theo cái bọn nó đi mua bất động sản linh tinh, chả biết đâu được đâu, nhìn thấy nó bằng thật. Nhưng mà cái này nó cũng văn bản pháp lý đấy, công ty nó mới to tướng như thế, là tại vì nó cách cơ quan mình cũng khoảng độ 14 15 cây thôi mà, hoành Vâng. tráng lắm, nhưng mình không mua. Đợt đấy mà bạo một chút mua đâu, bây giờ có phải lãi gấp 3 lần không? Bây giờ bảo một chút là bây giờ Đấy. anh không ngồi live stream bọn em này đâu nhá, anh không ngồi đàm đạo bọn em này đâu, chắc là anh sẽ ở một cái cung bậc khác rồi anh nhờ. Đấy. Vậy thì anh em mình rút ra một cái kinh nghiệm rằng là khi mà bạn bè mình chia sẻ cho mình một cơ hội thì mình hãy nghiêm túc mình tìm Cứ gật hiểu, đầu đã, đừng để cứ khi mà gật người đầu đã ta chính giàu xác, rồi mình mới nói từ hai từ giá như, đúng không ạ, đúng rồi, đừng để đến lúc người ta giàu rồi mình mới nói đến hai từ giá như mình đó. tâm Và sự thật lòng cái đợt mà mình cái hôm mà mình phát biểu trên cái hội nghị cuộc họp vừa rồi, các bạn chắc được nghe đấy. vâng. Mình không bao giờ mình tìm lại cái cơ hội như thế nữa, và mình cảm thấy mình mất mát quá lớn. Đúng Lẽ ra mình cứu được cả họ nhà mình. rồi. Nhưng mà bây giờ nói thẳng là vẫn còn nghèo. Đợt đấy lấy cái tiền đi mua cái cặp số chơi đấy, xong rồi đi mua cái xe máy Future mình mua 26 triệu, còn lại mình mua cái cặp số oai như gì ấy. Giờ thành cát vụn như là cái gì đâu mà xe Future Neo là cái gì. Vâng. Đấy mà mua hết cái số tiền đấy thì bây giờ là Giúp đỉnh được cả họ. cao Anh à? nhỉ, giúp được cả họ. Cả Anh họ, nhỉ. Em giúp đã được cả họ có cái phần Coca-Cola đấy mà em về về ngủ nghỉ, nó tốt đến mức độ nó vẫn còn mẹ nhắn tin cho mình, nó gọi điện cho mình lại còn mẹ nghĩ sai về nó. vâng. Đấy, lúc lúc mà bạn em chia sẻ cho em nắm bắt cổ phần Coca-Cola đó, lúc đấy mà em không bảo thủ quá mà em nảy số lên để em nắm bắt một chút thì chắc là bây giờ cái rạch đất mà cổng nhà em làm cả rạch luôn anh ạ. Có tiền mà. Nhưng bây giờ mình có được cái gì đâu, nghĩ lại Mình bạn đi ô tô cái nội dung tiếp một cái sản phẩm tiếp nữa muốn gọi là chia sẻ vui ở đây thôi. Nhưng các bạn có biết rằng là
trên thế giới có một cái người mà nghiên cứu ra là xe máy chạy bằng nước lã. Khi mà cái ông này nghiên cứu là xe máy chạy bằng nước lã, không lâu sau ông này bị thủ tiêu chết. Bạn có nghe câu chuyện hay không? Em bị thủ em tiêu có nghe chết. Chưa nghe. Nhưng mà em không biết là cái kết cục người, thì người, nó không thể em chưa rõ. Và... người ta là người ta đang nói là đối thủ. Của cái này là nó tìm cách nó diệt ông này, tại vì để ông này sống thì cái bọn xăng dầu ấy nó không sống nổi. Vâng. Thì bây giờ ai mà hình như là bên Nhật hay bên nào ấy, nó cũng lại phải qua được gần 20 năm nay rồi, người ta vẫn lại nghiên cứu ra được là động cơ chạy bằng nước lã. Vâng. Nếu như mà cái doanh nghiệp này ấy mà nó bán cổ phần ra ngoài ấy, là mình nên mua, đúng không? Tại vì là có hàng tỷ tỷ người nó dùng cái này. Nếu mà nó bán cổ phần ra ngoài, một tí là xong cái phần live này, các bạn có thể vào trên Google ấy, các bạn gõ là động cơ chạy bằng nước lã, hay gọi là xe gắn máy chạy bằng nước lã nhá. Nó cũng có video cho mình xem luôn. Và cuối cùng cái ông đấy là bị thủ tiêu chết. Bởi vì đối thủ nó tìm cách nó diệt, nó đầu độc chết. Đối thủ anh. Nếu mà để ông này sống thì xăng dầu nó không chết theo luôn, nó không bán được nó chết theo gì nữa. Bởi vì là khi đối thủ... là quay trở lại cái chỗ UST của chúng ta đang tham gia này ấy. Vâng. Cái chuyện mà đối thủ nó đấu đá nhau trên cái thương trường, chuyện đó chuyện bình thường. Đúng rồi anh, đúng rồi. Nó quá bình thường luôn. Các bạn có xem cái video của chị Suka đấy. Các bạn có xem cái video của chị Suka ấy. Em có xem. Phân tích khá chi tiết. Vâng. Vì chị là cái người đi tận đấy về rồi, thì cũng là người rất là giỏi về máy tính và phần mềm công nghệ. Vâng. Người ta tìm hiểu trang website chính thống hoặc là chuẩn nguồn, nên người ta đầy đủ pháp lý, người ta đối phó lại cái đấy. Nên là mình yên tâm, mọi thứ, mọi cái yên tâm, tất cả mọi cái yên tâm. Cái quan trọng nhất các bạn là chúng ta cùng đồng viên nhau, tốt nhất là bảo mật cho thật tốt. Vâng. Không biết các bạn bảo mật như thế nào, còn mình thì mình bảo mật như thế này. Dạ. Bật mí một chút. Vâng, anh bật mí cho chúng em nghe một chút. Mình không tin đi, cứ đám mây nọ, đám mây kia mà không còn tin. Mình không bao giờ tin cái lưu trữ đấy. Tất nhiên là mình vẫn có thể lưu trữ đấy, nhưng mà mình vẫn phải mình in hai bộ mã. Mình in hai bộ. Mỗi bộ mình để một nơi. Vâng. Có phải là Outhand bây giờ là bảo mật tốt nhất toàn cầu đúng không? Vâng. Mình bảo mật Outhand là bảo mật tốt nhất. Thì cái mã QR code thì chúng ta nên in mỗi một app của mình có trách nhiệm giúp app của mình thật tốt, rồi là mình khi mình chưa bàn giao ấy. Vâng. Mình hướng dẫn họ thật tốt, là khi bàn giao xong mình phải mở khóa mới cho họ, hướng dẫn họ in thành hai bộ, mỗi một bộ bỏ một nơi. Vâng. Nói với họ như thế này: các bạn đừng tin tưởng mình quá. Tất cả dựa dẫm hết vào mình ấy. Thế không hay tới ra ngoài đường bị ô tô cán chết thì các bạn dựa vào chỗ nào? Cái đó cố tiền tỷ của các bạn ở đấy, các bạn tìm đâu ra được? Vâng. Đúng không? Vâng, chuẩn luôn. Tâm sự hết mình, cùng chí hướng, cùng cái suy nghĩ để mình tâm sự hết mình, chia sẻ nhau để giữ gìn cho nó tốt. Thế thì mình mà không in thành hai bộ. Vâng. Một bộ là nhớ là bị cháy nhà, nó cháy hết thì làm nào? Điều tuyệt vời nhất á, là tập đoàn của chúng ta có một cái thông điệp này, có một cái thông bất kể làm bất kể một cái điều gì hoàn toàn báo trên cái hệ thống email thông minh của chúng ta, cái Gmail đó, cái email gọi là cái email đó. Nên là em rất chi là tâm đắc với chúng ta là cái email rất chi là thông minh, tập đoàn chúng ta làm việc rất chi là thông minh, bất kể một xíu động tác nho nhỏ thôi cũng đều hiện hữu trên cái email của chúng ta. Và chúng ta biết được tập đoàn phát triển thế nào, đang ký kết hợp đồng với ai, đang gọi là có những cái đoàn khách nào đến thăm,
Đấy, úi trời ơi, đúng là hệ thống thông minh, đúng là tuyệt vời vô cùng anh ạ. Đấy, em thích nhất Chính là xác, chính xác. hệ thống thông minh luôn. Cái email nhá, các bạn bảo mật hai lớp vào. Các bạn người nào tuyến dưới của bạn thì các bạn cũng bảo họ bảo mật hai lớp vào. Đúng rồi. Cái bảo mật hai lớp đấy Ra cũng là một các bạn in sao rất chi là tuyệt in vời. ra nhé, in in cái mã QR code ra nhé. Vâng. Ngoài việc là mật khẩu rồi số điện thoại rồi, nhưng các bạn cũng phải in ra, in thành hai bộ, Quý tại à, vì ta live mất stream. bộ này còn bộ kia, cái điện thoại của chúng ta đang live stream với nhau đây này, Vâng. nó sẽ có ngày nó hỏng. Vâng. Cái máy tính suốt ngày chúng ta làm việc với nhóm chúng ta này giỏi được 5 năm hỏng luôn, có đúng không? Cái in mình nó cẩn thận mức độ mình không photo, Vâng. tại vì photo nó là mực nó hay bị dây ra, Vâng. nó mở Vâng. mới in ngon lành. In xong là mỗi một bộ mình để một nơi, Vâng. có thể mình thường gửi cho bà chị một cái, mình giữ một cái, chứ không thể hai cái nhà cùng cháy Đúng được. rồi. Nói ví dụ như thế. Vâng. Cái này mình khẳng định Em là nó sẽ có rất nhiều tiền rồi, mình khẳng định là nó sẽ có rất nhiều tiền rồi, nên là phải hết sức cẩn thận. đúng rồi anh. Đấy, mình khẳng định là Nên cùng, cùng một cùng hướng dẫn nhau để làm rất là tốt cái món này. rất chi là Mình quý thì và rất chi mọi người trong gia đình của mình hướng dẫn chi tiết từng tí một, và mình cũng nói với họ luôn là em chỉ giúp chị hoặc là em chỉ giúp anh quản lý một thời gian thôi, Vâng. anh phải tự học. Chào Anh đừng bạn. tin tưởng em quá, em rất là quý anh, nhưng anh đừng tin tưởng em quá. Nắm giữ Không cả phải là em là người xấu, phần rất vì là em nhớ đâu là em bị tai biến chẳng hạn, không nói được câu nào thì anh làm cái gì để lấy được đây thông tin này, đúng đúng không? rồi đó Em em đang anh làm hiểu bộ rồi đội anh này, cảm nhớ đâu đi chiến trường cho chết bố mất thì anh lấy cái gì, đúng không? vâng Đấy, và cái quan trọng là chúng ta phải lưu lại được cái tài đúng khoản rồi. Gmail của chúng ta ngay ở khi mà chúng ta gặp sự cố gì thì tập đoàn cũng đều có cái cách giải quyết chúng ta, nên chúng ta cũng vẫn có những cái cách để giải quyết. Tuy nhiên là chúng ta luôn phải cẩn thận đúng không ạ, giữ gìn tài Nha, khoản của mình, đó là trách nhiệm của mình. yeah. Anh bảo nha, tất nhiên là tập đoàn đều có cách để giải quyết cho mình hết, nhưng bây giờ anh nói là mất mật khẩu Gmail, Vâng. bị người ta hack mất, Ừ. thì mình làm cái gì để tập đoàn liên lạc với mình, hoặc là mình liên lạc với tập đoàn như nào, hay là mình bỏ ra hàng trăm triệu mới đi sang bên kia ăn ở ngủ nghỉ đấy, Vâng, ít nhất đâu mình phải chắc ngày. mình support được mà anh. Support mà anh. Cái đấy mình support được Support được mà. anh. Mình là tạo một Support cái được. Gmail mới và mình sẽ nhờ tập đoàn chuyển sang được. Em cũng Support được, nhưng mà mình cũng phải nói chung là vất nó vả. hơi mất thời gian thì đúng phải. rồi Hơi mất thời đúng gian, rồi nó hơi mất thời vâng. gian thì Nhưng phải. mà Thì có nghĩa là tài cái sản của sự mình thì mình vẫn trong phải bảo app vệ thôi. của mình, Tốt trong vâng. app của mình ấy, mình cũng đã có người là mất là QR code này, mất Vâng. authentication này, Vâng. rồi mất mật khẩu Gmail này, Vâng. mình cũng nhờ cả người gọi điện theo cái số điện thoại đường dây nóng của tập đoàn ấy, có Vâng. trên trên website và trên phòng văn phòng đăng ký của mình có mà. Vâng. Mẹ, tìm người biết nói tiếng Anh cũng mãi mới liên lạc được, không phải. Tốt nhất là bảo quản thật tốt Vâng, đấy, tài sản của chúng ta thì chúng ta phải bảo quản thật tốt, đúng đúng không ạ? rồi, cực Rồi, kỳ em tuyệt xin cảm vời, ơn sự giao lưu của anh Vân nha. không có Và cái gì. buổi livestream của chúng ta cũng kéo dài 2 tiếng rồi. Chắc có lẽ là chúng ta sẽ chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta ở cái thời điểm này, đúng không ạ? Và các anh chị em ơi, bây giờ nha, thời đại bây giờ là thời đại của thời đại 4.0, là thời đại của công nghệ thông tin. Đó, những ai mà có thông tin tốt, có thông tin chuẩn thì người đấy là có cơ hội để làm giàu. Đúng rồi. Chính xác. Đó, và khi anh chị em nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp và người ta đang gọi vốn với cái hình thức cộng đồng như thế này này, thì từ số vốn nhỏ chúng ta đang nắm trong tay cái vé của cá mập nhé. Ví dụ các anh em xem thương vụ bạc tỷ đó, đó là cơ hội của những ông cá mập, ông ngồi trên các doanh nghiệp ở dưới trình bày và ông thấy doanh nghiệp nó ngon thì bắt đầu ông ấy hốt, đúng không ạ? Và chúng ta đang sở hữu cái vé của những cá mập như thế, và việc của chúng ta là chọn lựa cái doanh nghiệp nó thật sự giá Đúng trị, rồi, đúng rồi. nó có tiềm năng và chúng ta cũng có cơ hội tăng trưởng về vốn như những ông cá mập đấy đó.
Và nếu như ngày hôm nay, tại thời điểm này các bạn bỏ ra 1 triệu đồng, đó, 1 triệu đồng, thì khi mà giá cổ phần của chúng ta nó lên được đến 4 đô la trên sàn Nasdaq thì chúng ta có 100 triệu đồng, tỷ lệ 1 ăn 100. Đó, thì các anh chị hãy cố gắng tìm hiểu thật nhanh. Đó, không là hết cơ hội là chúng ta không còn có cơ hội để sở hữu nữa. Và đầu tiên các anh chị làm giàu, anh chị phải thật sự khao khát. Thứ hai nữa là chúng ta phải có được niềm tin từ sản phẩm, từ doanh nghiệp của chúng ta. Còn nếu như mà chúng ta thắng trên 50% là chúng ta có thể xuống tiền được rồi, đúng không ạ? Còn bảo là 100% thì có một cái câu nói rất là hay rằng là nếu như mà có ai đó khẳng định với bạn 100% ấy, thì chỉ có dám khẳng định là 100% là tôi sẽ chết thôi. Đó, còn trên 50% đến 80-90% là quá tuyệt vời để chúng ta có thể đầu tư rồi, đúng không ạ? Và cơ hội thì nó không có chờ đợi ai đâu, nó sẽ trôi qua rất là nhanh thôi. Và cái sự lựa chọn là các bạn, còn chúng tôi chỉ là những người đưa thông tin, đúng không ạ? Và chúng tôi là những nhà đầu tư, và chúng tôi cũng là những người đưa thông tin. Nếu anh chị mong muốn thay đổi thì có thể liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ thêm thông tin cho các anh chị. Đó. Và chúng ta sẽ kết thúc live stream ở đây nha anh Vân với lại chị Khuyên ơi. Chúng ta giơ tay chào khán giả. Thay đổi khi ta thay đổi, khi các chúng bạn các bạn là ta sẽ có cuộc sống thay đổi. Trẻ này, khỏe này. Vâng. Tiếp tục sở hữu được thật nhiều cổ phần. Vâng, cảm ơn. Sky Transport. Nha. Yeah. Chào mọi người. Hai. Chúng ta đang sở hữu cổ phần doanh nghiệp là chúng ta đang sở hữu được một cái căn nhà ở vị trí đắc địa đấy. Ngoài cái việc là nó sẽ tăng trưởng về vốn thì chúng ta có tiền thuê nhà hàng quý. Đúng rồi. Các anh chị ạ. Nên là chúng ta phải tranh thủ. Nếu mà chúng ta không có thật nhiều tiền để chúng ta sở hữu nhà thì chúng ta phải sở hữu cổ phần tại thời điểm này. Đúng rồi. Đó là cơ hội giúp anh chị có thể thay đổi cuộc đời. Nếu như anh chị dám tin và dám đón nhận. Rồi, anh Quế, chị Khuyên và anh Vân xin chào tất cả anh chị em. Đã xin cảm ơn tất cả anh chị em đã có mặt tham gia buổi giao lưu chia sẻ cùng ba anh em nha. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả các cô, quý cô chú anh chị trên Facebook của chị em chúng em nhé. Cô chú anh chị có thật sự khao khát thì inbox của chị em chúng em để chị em sẽ hết lòng hỗ trợ nhé. Vâng, thế sẽ em xuống bay nhá. Xin chào Quế nhá. Bye bye.